Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 81. Nhân sinh như trò đùa, toàn bộ nhờ hành động. 1. Dương Diệp thu hồi nắm đấm, sau đó nhìn thoáng qua nữ tử nhân ngư cùng lão giả nói. Chúng ta có thể lên đường. Hai người không động. Ta nói có thể lên đường. Dương Diệp thấy hai người không động, liếc nhìn hai người, lại nói. Lúc này đây, thanh âm của hắn tăng thêm vài phần. Thân thể hai người khẽ run lên, hồi lâu, lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấy Dương Diệp không có ý tứ truy cứu, do dự một chút, hắn lại để cho đuôi cá của mình rơi vào trong nước, sau đó bắt đầu trèo. Thuyền như bay, ở trên mặt nước kích thích từng cơn sóng nước. Trên thuyền trầm mặc hồi lâu, nữ tử nhân ngư thấy Dương Diệp không có ý tứ truy cứu, không khỏi thở dài một hơi. Nàng do dự một chút, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Thực xin lỗi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả nói. Vừa rồi hành vi của ngươi, là vì để cho lực chú ý của những người kia rơi vào trên người ta, sau đó các ngươi có cơ hội trốn chạy để khỏi chết, đúng không? Lão giả do dự, sau đó nhẹ gật đầu nói. Nếu như bọn hắn nhìn chằm chằm vào ta cùng với Tiểu Lan, chúng ta một chút cơ hội sống cũng không có. Cho nên các hạ, ngàn sai vạn sai là lỗi của ta, đợi tí nữa ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt đều được. Kính xin ngươi thả Tiểu Lan một con ngựa, nàng là một cô nương thiên lương, tuyệt đối không có tâm tư hại ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả cùng Tiểu Lan, sau đó nói. Vừa rồi hành vi của ngươi, là vì để cho lực chú ý của những người kia rơi vào trên người ta, sau đó các ngươi có cơ hội trốn chạy để khỏi chết, đúng không? Lão giả do dự, sau đó nhẹ gật đầu nói. Nếu như bọn hắn nhìn chằm chằm vào ta cùng với Tiểu Lan, chúng ta một chút cơ hội sống cũng không có. Cho nên các hạ, ngàn sai vạn sai là lỗi của ta, đợi tí nữa ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt đều được, kính xin ngươi thả Tiểu Lan một con ngựa, nàng là một cô nương thiên lương, tuyệt đối không có tâm tư hại ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả cùng Tiểu Lan, sau đó nói. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Hắn không phải người lương thiện, nếu là lúc trước, lão giả âm hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp diệt sát. Nhưng giờ phút này... Hắn lại không có loại suy nghĩ như vậy. Hành vi của lão giả không thể nghi ngờ là vô sỉ, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì đối phương không có thực lực, đối phương muốn bảo toàn mình cùng cháu gái, cũng chỉ có thể đi làm loại hành vi vô sỉ này. Người không có thực lực, là thật đáng buồn. Tựu như giờ phút này, hai người bởi vì không có thực lực, bởi vậy ở thời điểm đối mặt hắn, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ hắn động thủ sát nhân. Đổi lại góc độ nghĩ, Dương Diệp hắn ở trước mặt U Minh Điện cùng với Bạch Lộc Thư Viện, cũng không phải thật đáng buồn sao. Yếu, thực lực yếu. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, hắn hiện tại, còn cực kỳ yếu. Không chỉ yếu, còn thế đơn lực bạc. Tăng thực lực lên, cấp bách. Dương Diệp mở to mắt, tay khẽ động, cổ sao xuất hiện ở trên tay. Hiện tại hắn còn có hai át chủ bài, một cái là kiếm linh và cổ sao, nếu kiếm linh thức tỉnh. Trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức đừng nói trảm thánh giả, coi như đối mặt trên thánh giả cũng có thể chiến một trận. Nhưng giờ phút này kiếm linh ngủ say, hắn căn bản không cách nào thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức, hơn nữa cho dù kiếm linh thức tỉnh, hắn cũng không muốn vì thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức, bởi vì cái này đối với kiếm linh cùng thương thế của hắn có hại quá lớn. Át chủ bài thứ hai tự nhiên là táng thiên, nếu như lúc ấy hắn đối mặt yên nữ, tế ra táng thiên. Muốn giết yên nữ hẳn không có gì khó khăn. Thực lực của táng thiên đã không kém thánh giả, cùng hắn phối hợp, uy lực kia không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Dù sao hiện tại hắn là sát ý hư vô cảnh, còn có sát lục chi tâm, trừ lần đó ra, còn có kiếm ý hư vô cảnh. Ba người kết hợp, thuấn sát thánh giả, căn bản không có độ khó. Nhưng táng thiên có thể sử dụng sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Dùng thực lực của hắn lúc này, tế ra táng thiên. Tuyệt đối là tìm chết. Kiếm linh không thể dùng, táng thiên không thể dùng. Nghĩ vậy, Dương Diệp đột nhiên có chút bi ai phát hiện, át chủ bài mạnh nhất chính thức của hắn, vậy mà không có một dạng là của bản thân hắn, đều là mượn nhờ ngoại vật. Đồng thời, Dương Diệp cũng kinh hãi phát hiện, không biết từ khi nào thì bắt đầu, hắn bắt đầu ỷ lại ngoại vật. Nếu như không có thần trang trên người, mình còn có tin tưởng chém giết thánh giả ư? Ngoại vật có thể ở trong thời gian ngắn đề cao thực lực của hắn, nhưng những chuyện này cuối cùng không thể tính toán là của hắn. Cảnh giới, ý cảnh,
pháp tắc, kiếm kỹ, thân thể, tốc độ, những cái này mới là căn bản. Hồi lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Mình thiếu chút nữa đi lầm đường. Ngoại vật có thể phụ trợ, nhưng tuyệt đối không thể thành chủ đạo, nếu như thành chủ đạo, sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Nhìn cổ sao trong tay, Dương Diệp lại nghĩ tới Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bình thường, lúc này hắn là bán thánh trung cấp, thực lực thân thể tăng nhiều, một lần thi triển 50 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra, căn bản không có vấn đề. Đương nhiên, 50 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra này đối với thánh giả tự nhiên là không có uy hiếp. Nhưng 60 đạo thì sao? 60 đạo còn không cách nào tạo thành uy hiếp với thánh giả, nhưng 70 đạo, 80 nói, 100 đạo, 200 đạo thì sao? Nếu như hắn có thể làm được duy nhất một lần điệp ra 200 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, một kiếm chém giết thánh giá, tuyệt đối không có khó khăn. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn một lần thi triển 200 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, nhưng cái này cũng không phải là không được. Ngoại trừ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nhất niệm thuấn sát cũng có thể tiếp tục tăng cường, nhất niệm thuấn sát chú ý chính là tốc độ, nếu như tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Khi đó sẽ thật sự là nhất niệm lên, thánh giả vân. Nếu như người khác, cho dù là kiếm vô trần cũng tuyệt đối khó có thể làm được nhất niệm giết thánh giả, nhưng hắn có cơ hội, bởi vì hắn còn lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc, có tốc chi pháp tắc gia trì, bất luận kiếm kỹ gì của hắn ở phương diện tốc độ đều có thể có được tăng lên trên phạm vi lớn. Nói đơn giản là, nếu như Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn cùng nhất niệm thuấn sát tu luyện tới cực hạn, tăng thêm kiếm ý hư vô cảnh cùng tốc chi pháp tắc, còn có kiếm vực áp chế và trói buộc, đừng nói giết thánh giả, coi như giết yên nữ cũng dễ dàng. Bởi vì hắn có thể làm được ở trước khi yên nữ còn chưa kịp phân giải giết đối phương. Phải biết rằng, hắn là người lĩnh ngộ ba loại lực lượng pháp tắc, kiếm ý hư vô cảnh và sát ý hư vô cảnh. Ngoại trừ những chuyện này, hắn còn nắm giữ kiếm vực. Nói cho cùng, coi như hắn không cần thần trang, cũng có thể đơn giản giết thánh giả. Chỉ là thần trang mang đến lực lượng cường đại, làm cho hắn không để ý đến tiềm lực chân thật của bản thân mình. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Tuy hiện tại hắn không cách nào tu luyện, nhưng không sao, bởi vì về sau có rất nhiều thời gian. Mà sợ nhất đúng là ngộ nhập lạc lối, quá ỷ lại ngoại vật, như vậy ngày sau hắn khả năng không phải là khắc khổ đi tu luyện bản thân, mà mỗi ngày nghĩ làm sao lấy được thần trang càng mạnh hơn nữa. Tiếp tục như vậy, ngày nào đó nếu như không có thần trang, vậy thì triệt để phế. Đương nhiên, đây chỉ là phân rõ chính phụ, thực lực làm chủ, trang bị làm phụ. Nếu ngươi quả thật muốn đi Bồng Lai đảo, ta có thể giúp ngươi. Ngay thời điểm Dương Diệp trầm tư, Tiểu Lan bỗng nhiên nói khẽ. Nghe được Tiểu Lan nói, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tiểu Lan, nhìn thấy sắc mặt Tiểu Lan trở nên hồng, Dương Diệp đã minh bạch ý tứ của đối phương. Trầm ngâm một chút, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Có thể. Hắn vốn định vụng trộm lẻn vào Bồng Lai đảo, nhưng kể từ đó, có chút mạo hiểm. Hơn nữa đối với Bồng Lai đảo hắn hoàn toàn không biết gì cả, cho dù ẩn vào, chỉ sợ cũng giống như mù lòa. Nếu như có thể quang minh chính đại đi vào, đối với hắn tìm kiếm tạo hóa thụ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chúng ta trước về Nhân Ngư đảo, bởi vì chỉ có trở lại Nhân Ngư tộc, mới có thể cho ngươi thân phận. Tiểu Lan nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một bên lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Lan cùng Dương Diệp, nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng không có nói ra, cuối cùng chỉ thấp giọng thở dài. Ước chừng hai canh giờ sau, thuyền nhỏ đột nhiên lẻn vào đáy nước, lại qua nửa canh giờ, ở chỗ sâu trong đáy nước, một ít công trình kiến trúc do vỏ sò cùng với cây mây kiến tạo xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Đó chính là bộ lạc của chúng ta, bộ lạc Nhân Ngư. Tiểu Lan chỉ khu kiến trúc xa xa, cười nói. Đi! Ta mang ngươi đi tìm tộc trưởng của chúng ta chuẩn bị cho ngươi thân phận. Nói xong chạy tới xa xa. Dương Diệp cười cười, đột nhiên hắn nhìn về phía lão giả ở một bên nói. Trên đường đi, ngươi tựa hồ muốn nói cái gì? Lão giả do dự, sau đó nói. Các hạ, ngươi tới Ái Cầm Hải vực chúng ta, nhất định là có mục đích gì, đúng hay không? Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì, quay người đi về phía Nhân Ngư bộ lạc. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, hai tay lão giả chậm rãi nắm chặt. Ngươi trước chờ ở chỗ này, ta đi gặp tộc trưởng. Tiểu Lan nói xong, tiến vào trong điện. Hồi lâu,
đột nhiên gần trăm nhân ngư tay cầm trường xiên đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, bao vây Dương Diệp lại. Hơn nữa còn liên tục không ngừng có nhiều nhân ngư hơn chạy đến. Cùng lúc đó, đáy nước đột nhiên xuất hiện rất nhiều dây thừng kỳ dị, những dây thừng này nhanh chóng bao trùm ở dưới chân Dương Diệp, sau đó một cột sáng màu thủy lam phóng lên trời, bao vây Dương Diệp ở trong đó. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, nhìn về phía xa, chỉ thấy một mỹ phụ từ trong điện đi ra, ở bên cạnh là Tiểu Lan còn có gia gia của nàng. Người từ ngoài đến, nếu như ta không đoán sai, người muốn đi Bồng Lai đảo, chủ ý chính là tạo hóa quả, đúng không? Mỹ phụ hỏi. Dương Diệp không có để ý mỹ phụ, mà nhìn về phía Tiểu Lan, nhìn Tiểu Lan hồi lâu, Dương Diệp cười nhẹ nói. Hai người các ngươi, hành động thật sự là một cái so với một cái lợi hại. Về sau ai nói yêu tộc không biết gạt người, ta là cái thứ nhất giết chết hắn. Bắt lại, đưa đi Bồng Lai đảo cầu ban thưởng. Âm thanh mỹ phụ lạnh lùng nói. Một đôi mắt, một. Trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một cổ khí thế này lan tràn chung quanh, tạo thành làn sóng trùng kích cường đại, làn sóng trùng kích tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, đánh gãy dây thừng dưới chân hắn, mà những nhân ngư vây quanh Dương Diệp thì bị chấn nổ thân thể. Một cổ máu tươi phiêu đãng ở trong nước. Nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ, Tiểu Lam cùng với lão ngây ra như phỗng. Phải biết rằng, những nhân ngư chung quanh thấp nhất cũng là hoàng giả cảnh, hơn nữa trong đó còn có hai vị bán thánh. Cứ như vậy toàn bộ bị miểu sát. Dương Diệp đi về đám người Tiểu Lam, nhìn Tiểu Lam, hắn nói. Nếu ngươi không muốn mang ta đi Bồng Lai đảo, ngươi cứ nói thẳng, không sao cả, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Tại sao người lừa gạt ta tới nơi này? Ta không biết ngươi là vì mưu tài, hay vì cái gì khác, ta chỉ biết, người lãng phí ta rất nhiều thời gian, mà ta hiện tại, cực kỳ thiếu thời gian. Lúc này, lão giả kia chắn ở trước mặt Tiểu Lam nói. Đây hết thảy đều là chủ ý của ta, các hạ muốn chém giết muốn róc thịt đều được. Nhưng cái này không liên quan gì tới Tiểu Lam, kính xin các hạ buông tha nàng. Dương Diệp đột nhiên thò tay chảo một cái. Một cổ hấp lực tuôn ra, lão giả kia lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, mà tay hắn đã nắm yết hầu lão giả. Nhìn lão giả trước mắt, Dương Diệp cười nhẹ nói. Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ cảm động, sau đó buông tha các ngươi. Nếu như ngươi đánh cái chủ ý này, ta chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Sau đó tay Dương Diệp có chút dùng sức. Két sát, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, đầu lão giả nghiêng một cái, triệt để tuyệt khí. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Mỹ Phụ kia co rụt lại, trong mắt tràn đầy thần sắc hối hận, mà Tiểu Lam bên cạnh nàng thì trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, nàng biết rõ mình cực kỳ sai, đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp nghiêm trọng, tuy trước kia Dương Diệp miểu sát mấy người nhân sa tộc, nhưng kia cũng không có nghĩa là gì, bởi vì những nhân sa tộc kia quá yếu. Cho nên tuy Dương Diệp rất mạnh, nhưng theo nàng, nhiều nhất chỉ là mạnh hơn yêu tộc bình thường một ít mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng biết rõ mình sai rồi. Nam tử trước mắt không phải mạnh bình thường, mà cực kỳ mạnh. Các hạ, đây chỉ là một hiểu lầm. Lúc này, Mỹ Phụ đột nhiên nói. Nhân ngư tộc chúng ta không có ác ý, thật không có ác ý. Đúng rồi, người không phải ưa thích Tiểu Lam ư. Cái này hoàn toàn không có vấn đề, ta làm chủ, hiện tại nàng là của ngươi, ngươi có thể tùy ý xử trí nàng. Ngươi là nhân ngư tộc tộc trưởng. Dương Diệp nhìn về phía Mỹ Phụ hỏi. Mỹ Phụ vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, các hạ, sự tình trước kia thật sự chỉ là một cái hiểu lầm, ta. Đột nhiên, thanh âm nàng im bặt, bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt, giữ chặt cổ của nàng. Mỹ Phụ kinh hãi gần chết, nàng là bán thánh, nhưng ở trước mặt nam tử này, thậm chí ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Hắn là thánh giả ư. Không thể không nói. Ngươi làm tộc trưởng thực quá thất bại. Dương Diệp lắc đầu, tay mạnh mẽ dùng sức, đầu Mỹ Phụ bị bẻ gãy. Thẳng đến chết, con mắt Mỹ Phụ còn mở thật to, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Thi thể Mỹ Phụ rơi trên mặt đất, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Lam nói. Không thể không nói, hành động của ngươi quá tốt, ngay cả ta cũng bị lừa. Chỉ là ta không rõ, tại sao ngươi phải làm như vậy? Vì tiền tài. Ta... Ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt có cầu sinh mãnh liệt. Ta đột nhiên không có hứng thú biết, bởi vì không có ý nghĩa. Dương Diệp nói xong, quay người, thân hình khẽ động, kích bắn về phía mặt nước.
Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Tiểu Lam buông lỏng, nhưng đúng lúc này, một giọt nước đột nhiên kích xạ đến, lập tức chui vào mi tâm nàng. Thân thể Tiểu Lam cứng đờ, cuối cùng thẳng tắp té xuống. Dương Diệp vì tiện bắt một nhân ngư, hỏi phương hướng Bồng Lai đảo, sau đó chui ra khỏi mặt nước, lao về phía Bồng Lai đảo. Sự tình nhân ngư tộc đối với hắn mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm. Tiểu Lam kia tại sao phải làm như vậy, hắn kỳ thật đại khái đoán được một ít. Đơn giản là bởi vì hắn ra tay quá lớn, thấy hơi tiền nổi máu tham, vấn đề này không chỉ nhân loại, ở trong yêu tộc cũng cực kỳ thông thường. Một ngày sau, một hòn đảo xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Hòn đảo vô biên vô hạn, cho dù dùng thị lực của Dương Diệp hiện tại, cũng không cách nào chứng kiến hết hòn đảo. Ở trên hòn đảo, sừng sững từng ngọn núi cao vút trong mây, ngọn núi không ngớt không dứt, tựa như cự long bản phục. Ở trên không hòn đảo, thỉnh thoảng có bạch hạc bay vút lên, sương mù màu trắng lượn lờ, tiên khí rào rạt. Trầm ngâm một cái chớp mắt, cả người Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Lên Bồng Lai đảo, thần sắc của Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn vừa mới lên đảo, liền phát hiện chỉ ít có hơn 10 đạo thần thức đảo qua vị trí của hắn, cũng may có kiếm vực ẩn nấp, đối phương không có phát hiện hắn. Tuy kiếm vực có thể ẩn nấp khí tức, để cho thánh giả cũng cảm giác không thấy, nhưng Dương Diệp cực kỳ rõ ràng, cái này cũng không đại biểu hắn có thể không hề cố kỵ. Phải biết thánh giả siêu thoát thiên địa, đặc biệt là một ít thánh giả, còn có được năng lực không thể tưởng tượng nổi, một cái sơ sẩy, hắn khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Mà nếu như bị phát hiện ở chỗ này, dùng thực lực của Tu La Vương, tăng thêm trên Bồng Lai đảo còn có nhiều thánh giả như vậy, hắn tuyệt đối là bi kịch. Dương Diệp cũng không có hành động, mà đứng tại nguyên chỗ, tĩnh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, để cho mình như hóa đá. Bởi vì lúc này, y nguyên thỉnh thoảng có thần thức thánh giả không ngừng quét tới. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương phát hiện cái gì, nhưng rất nhanh hắn phát hiện cũng không phải đối phương phát hiện cái gì. Mà mỗi cách một hồi đối phương sẽ dùng thần thức đảo qua, thật giống như theo thường lệ kiểm tra. Bồng Lai đảo này đề phòng cũng quá xâm nghiêm đi. Dương Diệp chau mày, ở trên đảo này, chỉ ít có 10 tên cường giả thánh giả cảnh đang không ngừng dùng thần thức tuần tra toàn bộ hòn đảo. Loại tình huống này, hắn muốn tìm tạo hóa thụ cùng tạo hóa quả, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Lúc này, Tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Tử Điêu chỉ xa xa. Trong mắt có một tia hưng phấn. Thấy thế, Dương Diệp vui vẻ, bởi vì Tử Điêu chỉ có ở dưới tình huống cảm nhận được bảo bối đặc biệt tốt mới có thể như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa hắn không quên, Tử Điêu tựa hồ có công năng tầm bảo. Bất quá bảo vật bình thường nàng căn bản chướng mắt, cái này tự nhiên là bởi vì hồng mông tử khí. Nhiều năm qua Tử Điêu ở chung với hồng mông tử khí, khẩu vị kia đã lớn đến không ngờ. Ở dưới Tử Điêu chỉ dẫn, Dương Diệp cẩn thận đi về phía trước. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn còn thi triển ra ám pháp tắc, một đường chuyên môn đi địa phương âm u. Tạo hóa quả quan hệ đến tương lai của Uyển Nhi, hắn không thể không cẩn thận. Đối với Lục Uyển Nhi, hắn tự nhiên rất áy náy, bởi vì đối phương là bởi vì hắn mới sẽ biến thành phế nhân. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho đan điền của Lục Uyển Nhi khôi phục. Cái này không chỉ bởi vì áy náy, cũng bởi vì hắn yêu Lục Uyển Nhi. Nếu như không thể lần nữa trở thành huyền giả, không cách nào tu luyện, Dương Diệp biết rõ, Lục Uyển Nhi nhất định sẽ cả đời sống ở trong thống khổ, hơn nữa không cách nào tu luyện, liền ý nghĩa Lục Uyển Nhi tối đa sống vài thập niên sẽ già, sẽ chết đi. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Ước chừng một lúc lâu sau, một thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp, để cho Dương Diệp kinh ngạc là, cả thành rõ ràng không có một vật sống. Đương nhiên, bỏ qua hơn 10 thánh giả không biết ẩn giấu ở nơi nào kia, bởi vì thần thức của hơn 10 thánh giả kia chưa bao giờ biến mất qua. Bồng Lai đảo này có chút quỷ dị. Nhìn tòa thành kia, Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu. Một lát sau, thân hình Dương Diệp khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã ở trong thành. Ở dưới Tử Điêu chỉ dẫn, Dương Diệp một đường đi về phía trước. Rất nhanh đi tới một đại điện, nhìn thấy đại điện này, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, bởi vì trên đại điện viết ba chữ to Tu La Điện. Đây là chỗ ở của Tu La Vương. Lông mày Dương Diệp lần nữa nhíu lại, hiện tại bày ở trước mặt hắn một nan đề, tiến hay là không tiến. Bởi vì địa phương Tử Điêu chỉ là Tu La Điện, tạo hóa quả rất có thể ngay ở chỗ này.
Nhưng Tu La Vương cũng có thể ở bên trong. Không do dự bao lâu, Dương Diệp hóa thành một bóng đen nhẹ nhàng đi vào. Tiến vào đại điện, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, sau khi hắn tiến vào đại điện, thần thức của hắn phảng phất như mất đi tác dụng, chỉ cần thi triển thần thức sẽ bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản, làm cho thần thức hắn căn bản không ly khai thân thể được. Không chỉ thần thức của hắn, ngay cả thần thức của những thánh giả kia cũng không cách nào xuất hiện ở chỗ này, bởi vì sau khi hắn tiến vào trong đại điện, liền không cảm nhận được những thần thức kia nữa. Tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhìn lướt qua đại điện, hắn phát hiện, trong đại điện không có vật gì, không có cái gì, ở phía trước, là một hành lang nhìn không tới cuối. Nhìn hành lang kia, trong mắt Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng. Trực giác nói cho hắn biết, ở chỗ sâu có nguy hiểm, tốt nhất đừng đi. Nhưng đã đến nơi này, chẳng lẽ buông tha như vậy sao? Cứ như vậy trở về, làm sao cam tâm? Thở sâu một hơi, thân hình Dương Diệp khẽ động, cả người hóa thành bóng đen dán vách tường hành lang bay tới. Hai canh giờ sau, Dương Diệp rốt cục ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn nhiều hơn một cánh cửa màu đen. Lúc này đây, Dương Diệp không có do dự, hắn đi tới trước cửa, tay phải dán lên cửa, tiêu vong pháp tắc từ trong lòng bàn tay chậm rãi tràn ra. Một hơi sau, cửa biến mất. Sau khi cửa biến mất, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn thấy được một đôi mắt, mà đôi mắt này đang nhìn hắn. Ở đối diện hắn, là một nữ tử bị đóng đinh ở trên vách tường. Nữ tử hiện lên hình chữ đại bị đinh ở trên vách tường, tứ chi của nàng đều bị cắm một thanh trường kiếm màu đen, bốn thanh kiếm là thân cấp, còn là thân cấp trung phẩm. Trừ lần đó ra, chỗ yết hầu nữ tử còn bị một xiềng xích đen kịt chăm chú quấn quanh lấy, một chỗ khác của xiềng xích màu đen thì cắm trong vách tường. Xiềng xích màu đen cũng không phải phàm vật, ít nhất là thần cấp trung phẩm. Nhìn không ra niên kỷ chân thật của nữ tử, bất quá nữ tử rất đẹp, ở trong tất cả nữ tử Dương Diệp nhận thức, dung mạo của nàng chỉ có Ân Huyên Nhi có thể so sánh. Bất đồng chính là, Ân Huyên Nhi xinh đẹp vũ mị, mà nữ tử trước mắt lại lạnh lùng cao quý, đặc biệt là thần thái. Để cho người cảm thấy liếc nhìn nàng một cái cũng là một loại tội nghiệt không thể tha thứ. Lúc này, nữ tử đang nhìn hắn, trong mắt cực kỳ bình tĩnh. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nữ tử, cùng lúc đó, tay Dương Diệp bóp yết hầu của nàng, nhìn nữ tử gần trong gang tấc, Dương Diệp trầm giọng nói. Không cần biết ngươi là ai, tại sao lại bị Tu La Vương biến thái kia nhốt ở chỗ này, ta chỉ muốn nói, nếu như ngươi muốn sống, thì không được gọi bậy, hiểu chưa? Nữ tử nhìn Dương Diệp, ánh mắt nàng ở trên mặt Dương Diệp dừng lại một chút, trong mắt có một tia nghi hoặc, bất quá thoáng qua liền biến mất, một lần nữa khôi phục thành bình tĩnh. Sau đó nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp, giống như muốn xem thấu Dương Diệp. Ánh mắt của Dương Diệp đánh giá nữ tử, hẳn là vài lần. Một lát sau, thấy nữ tử không có ý tứ hô to gọi nhỏ, hắn thu tay về, ánh mắt của Dương Diệp rời khỏi nữ tử, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Phát hiện vách tường bốn phía đều hiện đầy phù văn quỷ dị, những phù văn này lưu chuyển lên năng lượng màu đen, cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào xiềng xích trên cổ nữ tử. Bởi vì hắn phát hiện, những phù văn kia liên tục không ngừng cung cấp năng lượng cho sợi xiềng xích này. Nhìn xiềng xích màu đen còn có bốn thanh trường kiếm thần cấp trung phẩm, Dương Diệp nhíu mày, người trước mắt đến tột cùng là ai? Tại sao lại bị Tu La Vương đối đãi như thế? Ngươi là ai? Dương Diệp nhìn nữ tử, trầm giọng hỏi. Nữ tử chỉ nhìn xem Dương Diệp, không nói gì. Ngươi biết tạo hóa quả ở nơi nào không? Dương Diệp lại hỏi. Nghe được Dương Diệp nói, trong mắt nữ tử hiện lên một tia chấn động, nàng nhìn Dương Diệp một lát, cuối cùng giống như đã minh bạch cái gì, hai mắt chậm rãi đóng lại. Bị không để ý tới. Dương Diệp nhìn nữ tử hồi lâu, cuối cùng ánh mắt nhìn thoáng qua bốn thanh trường kiếm màu đen, bốn thanh kiếm thần cấp trung phẩm. Hắn tự nhiên là động tâm, nhưng hắn không dám nhổ ra. Nữ tử này bị Tu La Vương đối đãi như thế, chứng minh coi như là Tu La Vương kia cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhổ thanh kiếm xuống, rất có thể là tìm đường chết. Giết nữ tử, đoạt bảo. Ý nghĩ này ngược lại từng có, nhưng rất nhanh đã bị hắn từ bỏ. Đầu tiên, loại chuyện này hắn làm không được, bởi vì nữ tử cùng hắn không oán không cừu, sát nhân đoạt bảo như vậy, sẽ vi phạm bản tâm. Còn nữa, nữ tử trước mắt này từ đầu đến cuối quá bình tĩnh, đối phương không phải thần kinh không ổn định thì khẳng định là có chỗ dựa vững chắc. Nữ tử trước mắt thấy thế nào cũng không giống như thần kinh không ổn định,
nói cách khác, đối phương căn bản không sợ hắn. Bất quá hắn vẫn không muốn buông tha cho bốn thanh kiếm thần cấp trung phẩm. Uy, chúng ta giao dịch được không? Dương Diệp nói. Hai mắt nữ tử khép hờ, không có trả lời. Dương Diệp cũng không thèm để ý nói. Ta có thể giúp ngươi thoát khốn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nói cho ta biết tạo hóa quả ở nơi nào. Nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra nhìn Dương Diệp, ở trong mắt nàng đều là mỉa mai. Thấy nữ tử không tin, Dương Diệp cười nhẹ, vung tay phải lên, tiêu vong pháp tắc tràn ra, trong chốc lát, không gian xung quanh bàn tay hắn lập tức hóa thành hư vô. Rất nhanh, Dương Diệp thu tay về, mà không gian bị tiêu vong pháp tắc phá hủy lại còn chưa được chữa trị. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nữ tử đã có một tia kinh ngạc, ánh mắt nàng lại lần nữa rơi vào trên người Dương Diệp, lúc này nàng nhìn rất chân thành, giống như mới quen Dương Diệp. Dương Diệp nói, xích sắt trên người của ngươi, là không ngăn được pháp tắc này của ta, đúng không? Ngươi là nhân loại. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói, nhưng ta ở trên người của ngươi lại cảm nhận được khí tức long tộc, ta rất ngạc nhiên, có thể giải thích nghi hoặc cho ta được không? Vấn đề này, ta cảm thấy sau này chúng ta hãy nói a. Dương Diệp nói, ta muốn tạo hóa quả, ngươi nên biết nó ở đâu, mà ta vừa vặn lại có năng lực cứu ngươi, cho nên ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi bây giờ rời đi, có lẽ còn có cơ hội sống. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói, đợi tí nữa nếu để cho nàng phát hiện, mộ địa nhân loại sẽ có thêm một thành viên mới. Nói như vậy, ngươi là không chịu hợp tác. Dương Diệp nói, sau khi hắn đến, nơi này có lực lượng thần bí áp chế, không chỉ thần thức của hắn mất đi hiệu lực, Tử Điêu cũng không cách nào cảm nhận được khí tức của tạo hóa quả. Cho nên, nữ nhân thần bí trước mắt này có thể là cơ hội cuối cùng của hắn, chính vì như vậy, hắn mới có thể đưa ra muốn hợp tác. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tạo hóa quả với ta mà nói rất trọng yếu, ta nguyện nhất định phải có. Ta không thích bắt buộc người, nhưng nếu như thật sự không có biện pháp, ta cũng sẽ không cự tuyệt làm như vậy. Nói xong, tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm chống đỡ ở trước ngực nữ tử nói. Ngươi có lựa chọn, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tạo hóa quả ở nơi nào, ta lập tức giúp ngươi thoát khốn. Nam nhân nhân loại, quả nhiên đều vô sỉ như vậy. Khóe miệng nữ tử nổi lên một vòng mỉa mai. Muốn tạo hóa quả, có bản lĩnh tự mình đi tìm Tu La Vương, chỉ cần ngươi đánh bại nàng, còn sợ nàng dám không cho ngươi. Ta cảm thấy ta cùng với nàng tầm đó, như có một chút chênh lệch. Dương Diệp chân thành nói. Cho nên ngươi tới uy hiếp một nữ nhân không có lực hoàn thủ. Nữ tử nói. Dương Diệp. Ngươi không phải muốn tạo hóa quả ư. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía thạch bích bên trái nói. Mở thạch bích kia ra, ngươi có thể có được tạo hóa quả. Dương Diệp thu kiếm, nhìn nữ tử, nữ nhân trước mắt này không hề nghi ngờ là một người cao ngạo. Loại người này rất giống tính cách của hắn, căn bản là ăn mềm không ăn cứng. Nghĩ vậy, Dương Diệp nói. Ta chú ý người không phạm ta không phạm người, mà người không có phạm ta lại bởi vì nguyên nhân của mình mà đến uy hiếp ngươi, ta thừa nhận, việc này ta làm quả thật sai với bản tâm. Nói xong, tay phải Dương Diệp nắm lấy khóa sắt, tiêu vong pháp tắc tràn ra, ở dưới tiêu vong pháp tắc ăn mòn, khóa sắt chỉ chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm xong hết thảy, hai tay Dương Diệp phân biệt nắm hai thanh trường kiếm màu đen. Thời điểm tay hắn vừa nắm hai thanh kiếm lập tức rung động kịch liệt, giống như muốn bắn ngược, bất quá rất nhanh, ở dưới Dương Diệp thi triển ra kiếm ý hư vô cảnh, hai thanh kiếm lập tức bình tĩnh xuống, sau đó Dương Diệp rất nhẹ nhàng rút hai thanh kiếm ra. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Nữ tử nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp nói. Ta một mực tin tưởng đạo lý người tốt có tốt báo, cho nên ta quyết định cứu ngươi trước. Nói xong, Dương Diệp lại rút hai thanh kiếm cắm trên chân ra, hai thanh kiếm vừa ra, thân thể nữ tử mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên người hắn. Ôm lấy nữ tử, Dương Diệp nhướng mày, bởi vì tiếp xúc đến thân thể nữ tử hắn mới phát hiện, nữ tử trước mắt này rất suy yếu, cực kỳ suy yếu, hơn nữa hắn ở trên người nữ tử không có cảm nhận được một tia lực lượng hoặc huyền khí. Nói đơn giản một chút, nữ nhân trước mắt này giống như phàm nhân, mà lúc này, nữ tử so với một phàm nhân còn phàm nhân. Đương nhiên,
Dương Diệp tự nhiên sẽ không tin tưởng nữ nhân trước mắt này là một người bình thường. Thử hỏi, Tu La Vương sẽ đối đãi một người bình thường như thế sao? Đối với nữ nhân này, hắn không có buông tha cho đề phòng, chỉ cần nàng hơi có dị động, hắn sẽ lập tức ra tay. Dương Diệp lấy ra một bộ trường bào bao vây ngọc thể của nữ tử lại, sau đó nói. Đầu tiên, ta phải nói, Tu La Vương này thật sự quá không phải thứ gì. Thật không ngờ ngược đãi ngươi như vậy, ngươi yên tâm, chờ ta thành thánh giả, nhất định đến hạ giận giúp ngươi. Ngươi nói thẳng ngươi muốn tạo hóa quả là được. Nữ tử co quắp ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Bị nhìn thấu, Dương Diệp cũng không đỏ mặt nói. Ngươi xem, ta đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Ngươi có phải nói cho ta biết tạo hóa quả ở nơi nào hay không? Ta nói, chỉ cần ngươi mở ra thạch bích kia, ngươi có thể chứng kiến tạo hóa quả. Nữ tử nói, ngươi không có lừa gạt ta chứ? Dương Diệp có chút hoài nghi. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó hai mắt đóng lại, không lý Dương Diệp nữa. Khóe miệng Dương Diệp co lại nói. Ta nói nữ nhân, ngươi may mắn gặp được người nhân từ như ta, nếu như gặp phải nhân loại khác, ngươi đã chết vài lần. Nói xong, Dương Diệp quay người đi đến trước thạch bích, tay phải đặt ở trên thạch bích, ngay lập tức cả thạch bích biến mất. Sau khi thạch bích biến mất, Dương Diệp nheo mắt, trong mắt có vẻ kinh hãi. Ở trước mặt hắn là một vực sâu vô biên vô hạn, sương mù lượn lờ. Mà ở bên ngoài mấy ngàn trượng, hắn thấy được một gốc cây, một cây xuyên thẳng vân tiêu. Hắn nhìn không thấy rễ cây, càng nhìn không tới ngọn cây, cái cây này phảng phất như kết nối thiên địa. Cái này là tạo hóa thụ sao? Không hề nghi ngờ, Dương Diệp bị cái cây này làm cho rung động, bởi vì hắn không nghĩ tới trên đời này thậm chí có cây lớn như thế. Hơn nữa, cái cây này cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như lúc trước nhìn thấy Táng Thiên. Nói cách khác, cái cây này khả năng cũng là chuẩn đế cấp. Tạo hóa quả, không chỉ có thể cải tạo đan điền, càng có thể trên phạm vi lớn tăng lên cảnh giới của người, trừ lần đó ra, nó còn có thể cường hóa huyền bảo, tăng lên đẳng cấp huyền bảo. Có thể nói, nó là chí bảo của thế gian. Đáng tiếc, tạo hóa thụ có linh, trừ khi chính nó sẵn lòng, bằng không thì ở thế giới không có cường giả trên thánh cảnh, không ai có thể cưỡng đoạt tạo hóa quả của nó. Cho dù là Tu La Vương, cũng chỉ có thể cùng nó giao dịch, mà không thể cưỡng đoạt. Nhân loại, ngươi có thể thử cưỡng đoạt một chút. Sau lưng Dương Diệp, nữ tử chậm rãi nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở chỗ xa xôi trong đám mây, hắn thấy được 5 trái cây màu vàng. Không hề nghi ngờ, cái này là tạo hóa quả. Chỉ là, thật sự phải đoạt sao? Táng Thiên khủng bố, hắn đã thấy được. Tạo hóa thụ này đẳng cấp không thấp hơn Táng Thiên, cưỡng đoạt, chỉ có một con đường chết, bởi vì ở chỗ này cưỡng đoạt, liền ý nghĩa sẽ kinh động Tu La Vương cùng với thánh giả trên Bồng Lai đảo. Đúng lúc này, vòng xoáy thần bí trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên chuyển động. Dương Diệp sững sờ, vòng xoáy thần bí muốn làm gì? Sau một khắc, vòng xoáy thần bí mạnh mẽ bộc phát ra một hấp lực khủng bố, sau khi hấp lực xuất hiện, tạo hóa thụ đột nhiên hóa thành ánh sáng tím vọt về phía Dương Diệp, cuối cùng từng điểm chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Vòng xoáy thần bí vừa ý tạo hóa thụ. Trong đầu Dương Diệp lập tức toát ra ý nghĩ này, bất quá sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp đại biến, hắn vội vàng ở trong lòng hô. Ngươi đừng sằng bậy, ở đây không thể sằng bậy a hát. Cho dù coi trọng cũng không thể đoạt a hát, chúng ta có thể cùng nó thương lượng một chút. Cái này là địa phương nào? Đây là Bồng Lai đảo, đây là địa bàn của Tu La Vương a hát. Ở bên ngoài, không chỉ có Tu La Vương, còn có ít nhất 10 vị thánh giả, ở chỗ này đoạt, đây không phải tương đương muốn chết sao? Lúc nào vòng xoáy thần bí biến thành lưu manh như vậy? Nhưng vòng xoáy thần bí lý cũng không có lý đến hắn. Trong vực sâu đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ, sau đó một cây mây to mấy ngàn trượng phóng lên trời, mãnh liệt bắn về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, lúc này hư ảo một tiểu tháp màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Tiểu tháp hóa thành một đạo ánh sáng tím oanh lên cây mây. Cây mây trực tiếp hóa thành hư vô. A hát! Trong vực sâu, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia không chỉ thê lương, còn có sợ hãi thật sâu, phảng phất như gặp chuyện đáng sợ gì. Lúc này, đỉnh của tạo hóa thụ đã chạm vào trong cơ thể Dương Diệp. Tạo hóa thụ không có phản kháng, nó đang run sợ, điên cuồng run rẩy. Xoẹt xẹt! Đúng lúc này,
phía chân trời đột nhiên mây đen rậm rạp, rất nhanh, mây đen tản ra, một con mắt cực lớn xuất hiện ở trên không bồng lai đảo. Thiên đạo chi nhãn. Sắc mặt Dương Diệp trắng nhợt, lần này không chết cũng phải chết a. Sau lưng Dương Diệp, nữ tử nhìn thấy tiểu tháp màu vàng kia, trong mắt khiếp sợ, khó có thể tin, còn có một tia kiêng kỵ. Thiên đạo chi nhãn chậm rãi mở ra, ánh mắt nó khóa ở trên người Dương Diệp, sau một khắc, một đạo thần lôi to mấy trăm trượng bay ra, hung hăng đánh về phía Dương Diệp. Mà lúc này, tiểu tháp màu vàng đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng tím phóng lên trời, hung hăng đụng tới thần lôi cùng thiên đạo chi nhãn. Nghịch trùng huyền giả, một, thiên đạo chi nhãn. Khi trên không bồng lai đảo xuất hiện thiên đạo chi nhãn, tất cả cường giả trên bồng lai đảo đều phát mộng. Thiên đạo chi nhãn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở bồng lai đảo? Hơn 10 lão giả ngơ ngác nhìn thiên đạo chi nhãn. Lúc này, một đạo quang trụ tử sắc đột nhiên từ phía dưới phóng lên trời, ở trong ánh mắt của hơn 10 thánh giả, thần lôi ngay cả thánh giả cũng kiêng kỵ bị quang trụ oanh thành hư vô, sau đó quang trụ tử sắc oanh lên trên thiên đạo chi nhãn. Một tiếng vang thật lớn, ở trong ánh mắt mọi người, thiên đạo chi nhãn rạn nứt, từng khe hở trải rộng. Một thanh âm như có như không vang lên, sau đó thiên đạo chi nhãn chậm rãi đóng lại, mà lúc này, phía dưới lại có một quang trụ tử sắc phóng lên trời, thiên đạo chi nhãn bắt đầu mở đi, khi quang trụ tử sắc đi tới trước mặt thiên đạo chi nhãn đã biến mất. Chạy thoát. Hơn 10 lão giả ngây người, nữ tử sau lưng Dương Diệp ngây người, Dương Diệp cũng ngây người. Thiên đạo chi nhãn chạy, cứ như vậy chạy thoát. Đây chính là thiên đạo chi nhãn AH. Đây chính là thiên đạo chi nhãn có thể đơn giản diệt sát thánh giả, nhưng cứ như vậy chạy thoát. Phía dưới, nữ tử khó có thể tin nhìn tiểu tháp màu vàng, thứ này đến tột cùng là cái gì? Lại có thể làm cho thiên đạo chi nhãn kiêng kỵ, không thể không đào tẩu. Phải biết rằng, muốn làm đến trình độ để cho thiên đạo chi nhãn sợ hãi, coi như thần khí đế cấp cũng không thể nào làm được. Tiểu tháp màu vàng kia là bảo vật trên đế cấp. Hai tay nữ tử chậm rãi nắm chặt. Lúc này Dương Diệp cũng có chút mộng, Hồng Mông Tháp khủng bố hắn biết, nhưng hắn không nghĩ tới, hiện tại Hồng Mông Tháp đã khủng bố đến loại trình độ này, ngay cả thiên đạo chi nhãn cũng sợ hãi. Không hề nghi ngờ, Hồng Mông Tháp hiện tại so với Hồng Mông Tháp lúc trước mạnh hơn quá nhiều, mà hiện tại sở dĩ Hồng Mông Tháp mạnh như vậy, là có quan hệ với hắn. Trước kia Tiểu Thất từng nói qua, Hồng Mông Tháp mạnh yếu là có quan hệ với hắn, chỉ cần hắn trở nên mạnh mẽ, Hồng Mông Tháp sẽ trở nên mạnh mẽ. Mà bây giờ, hắn đã là bán thánh trung cấp, Hồng Mông Tháp trở nên mạnh mẽ cũng bình thường. Chỉ là, cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Lúc này, tạo hóa thụ đã chui vào trong vòng xoáy thần bí. Sau khi toàn bộ tạo hóa thụ tiến vào vòng xoáy thần bí, tiểu tháp màu vàng lơ lửng ở trên đỉnh đầu Dương Diệp khẽ run lên, sau đó hóa thành ánh sáng tím chui vào trong cơ thể hắn, cuối cùng tiến vào vòng xoáy thần bí. Yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp chau mày, vốn hắn cho rằng vòng xoáy thần bí đã khôi phục, nhưng đến bây giờ, Hồng Mông Tháp hay vòng xoáy thần bí, hắn căn bản không cách nào tiến vào. Nói cách khác, Hồng Mông Tháp còn không có khôi phục bình thường. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được có hơn 10 cổ khí tức cường đại đang chạy đến. Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua nữ tử, do dự một chút, thân hình hắn khẽ động, đi vào trước mặt nữ tử, sau đó tay phải ôm eo của nàng, nhảy xuống vực sâu. Lúc này đã kinh động cường giả trên bồng lai đảo, nói không chừng ngay cả Tu La Vương cũng bị kinh động, muốn chạy đi, căn bản không có khả năng. Trừ khi hắn ẩn nấp khí tức của mình ngốc tại nguyên chỗ bất động, bằng không thì, ở dưới tình huống đối phương đề phòng, chỉ cần hắn hơi có dị động, đối phương sẽ cảm nhận được. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể trốn vào vực sâu, bởi vì ở trong vực sâu, y nguyên có lực lượng thần bí, cổ lực lượng này làm cho thần thức mất đi tác dụng. Thánh giả không có thần thức truy tung, căn bản đừng nghĩ đuổi kịp hắn. Trừ lần đó ra, dưới vực sâu một mảnh đen kịt, đối với hắn có ám pháp tắc mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm có lợi. Sở dĩ mang theo nữ nhân thần bí kia, là vì hắn không muốn người biết rõ sự tình lúc trước. Đương nhiên, hắn có thể trực tiếp diệt sát nữ tử, bất quá loại chuyện này, hắn quả thực làm không được. Hắn tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn làm người một mực có giới hạn của mình. Một mực hạ xuống, trọn vẹn hạ xuống gần 2 canh giờ, hai người như trước không có rơi xuống đất, cái này để cho Dương Diệp không khỏi nhíu mày. Đột nhiên,
một vòng xoáy màu xanh da trời xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng nữ tử. Nhìn thấy vòng xoáy màu xanh da trời kia, Dương Diệp biến sắc, vội vàng ôm lấy nữ tử ngừng lại, nhưng lúc này, vòng xoáy màu xanh da trời đột nhiên tuôn ra một cổ hấp lực lập tức bao phủ hai người, thời điểm Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại liền quấn hai người vào trong đó. Sau khi tiến vào trong đó, Dương Diệp cảm thấy một cảm giác mê muội, thời gian dần trôi qua, ý thức hắn bắt đầu mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Trời xanh, mây trắng. Mình đang ở đâu? Dương Diệp vội vàng đứng lên, đánh giá bốn phía, lúc này hắn đang ở trên một cánh đồng hoang vu, mà ở cách đó không xa, là nữ tử thần bí kia. Lúc này nữ tử thần bí co quắp ngồi dưới đất, đang đánh giá bốn phía. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tuy không biết nơi này là chỗ nào, nhưng hiển nhiên, hiện tại bọn hắn đã trốn ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử thần bí nói. Không cần biết ngươi là ai, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta đã trốn ra ngoài. Tốt rồi, sau này chúng ta không có quan hệ gì nữa. Nói xong, Dương Diệp định rời đi, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không cách nào điều động huyền khí. Hắn vội vàng xem xét trong cơ thể, phát hiện huyền khí trong cơ thể hắn lại một mảnh tĩnh mịch. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp chau mày. Tại đây, có lực lượng thần bí phong tỏa. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời nói. Lực lượng siêu việt thánh giả, ở chỗ này, huyền khí cùng với thần thức đều không thể sử dụng. Nói cách khác, lúc này ngươi tương đương với một người bình thường. Dương Diệp trấn định lại, nhìn lướt qua bốn phía nói. Đây là nơi nào? Thế giới dưới lòng đất của Bồng Lai Đảo. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Nghe đồn dưới Bồng Lai Đảo trấn áp một tuyệt thế hung vật từ ngoại vực tinh không đến, trước kia ta cho rằng chỉ là truyền thuyết, hiện tại xem ra, cái này căn bản không phải truyền thuyết, mà thật sự tồn tại. Ngoại vực tinh không? Dương Diệp nhíu mày nói. Là những cường giả từ tinh vực khác đến. Nghe qua nghịch chủng huyền giả chưa? Nữ tử bỗng nhiên nói. Nghịch chủng huyền giả. Dương Diệp nheo mắt, nghịch chủng huyền giả hắn tự nhiên là nghe qua. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nhẹ gật đầu. Nữ tử nói. Năm đó nghịch chủng huyền giả ngang trời xuất thế, bọn hắn có bất tử thân, làm cho toàn bộ linh giới thiếu chút nữa hủy ở trên tay bọn họ. May mắn trong bọn hắn không đoàn kết, tăng thêm khi đó nghịch chủng huyền giả quá mức ngang ngược càn rỡ, làm việc không kiêng nể gì cả, đắc tội không chỉ cường giả bản thổ linh giới chúng ta. Còn có cường giả những tinh vực khác. Lúc ấy tất cả mọi người liên hợp, nghịch chủng huyền giả bị trấn áp ở thế giới hạ vị diện. Nhưng trong đó cũng có một ít cá lọt lưới. Người nói là, ở đây giam giữ một nghịch chủng huyền giả. Cũng chính là hung thú kia. Dương Diệp nói. Nữ tử nhẹ gật đầu. Nếu như không đoán sai, hẳn là như vậy. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta không quan tâm cái này, người có biện pháp nào để cho chúng ta ly khai nơi đây không? Tạo hóa quả đã bị vòng xoáy thần bí đạt được, chỉ cần đi về, là có thể khôi phục đan điền cho Lục Uyển Nhi, việc này hắn không muốn kéo dài, bởi vì kéo càng lâu, đối với Lục Uyển Nhi càng bất lợi. Có hai biện pháp, nữ tử nói. Thứ nhất, trực tiếp phá hủy thế giới này. Thế giới này cũng không phải thế giới chân chính, mà do trí cường giả sáng tạo, tạo ra thế giới giả, bị phá hủy, chúng ta tự nhiên có thể trở lại linh giới. Hai là tìm được truyền tống trận. Đã có truyền tống trận vào, tự nhiên là có truyền tống trận đi ra ngoài, chỉ cần tìm được, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, hồi lâu, hắn chậm rãi lắc đầu, cái thế giới này, đừng nói hắn hiện tại không cách nào vận dụng huyền khí, coi như là hắn ở đỉnh phong, cũng không nhúc nhích được. Tế gia táng thiên hoặc cái gì khác cũng không được, không thể lực phá thế giới này, như vậy cũng chỉ có thể chọn thứ hai. Chúng ta đi thôi, tìm xem ở đâu có truyền tống trận. Dương Diệp nói xong đi đến xa xa, đi vài bước, hắn đột nhiên ngừng lại quay người nhìn nữ tử. Sao ngươi không đi? Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đi không được. Dương Diệp nao nao, hắn đi đến trước mặt nữ tử, xốc lên trường bào, ở trên hai gót chân, có hai cái kiếm động hoàn toàn xỏ xuyên qua gót chân nữ tử, kinh mạch cùng với xương cốt bên trong đều vỡ vụn. Không ngừng có máu tươi tràn ra. Trầm ngâm một chút, Dương Diệp lại nhìn hai tay nàng, đồng dạng ở chỗ cổ tay, cũng có hai cái kiếm động,
lúc này hai cái kiếm động đang chậm rãi tràn ra máu. Ngươi cùng Tu La Vương kia đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì, vì sao nàng đối đãi ngươi như thế? Dương Diệp xé ra bốn mảnh vải, sau đó bắt đầu thay nữ tử băng bó. Nếu như bình thường, hắn sẽ dùng tử khí chữa trị là tốt rồi. Nhưng hiện tại, huyền khí không dùng được, hắn lại không có thói quen mang dược vật trị liệu, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất xử lý. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có trả lời. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có trả lời. Dương Diệp đứng dậy, kéo qua hai tay nữ tử, tiếp tục băng bó, hắn nhìn nữ tử nói. Ta biết rõ, ngươi không phải một người bình thường, hoặc là nói, ngươi hẳn là một người rất lợi hại. Ta chỉ muốn nói, ta không có ác ý với ngươi, tình cảnh của chúng ta giống như, cho nên chúng ta hợp tác, như vậy đối với ngươi ta đều có lợi, ngươi nói phải không? Đằng sau, nữ tử bỗng nhiên nói. Ân, Dương Diệp sững sờ nói. Có ý tứ gì? Đằng sau, nữ tử lại nói một lần, lúc này thanh âm nàng tăng thêm rất nhiều. Đằng sau, Dương Diệp quay người nhìn lại, vừa quay người, một nắm tay trực tiếp oanh lên bụng của hắn, Dương Diệp phun ra một ngụm máu, đâm vào trên người nữ tử, mang theo nữ tử bay ngược ra ngoài. Cái bay này, là mấy ngàn trượng. Giới hạn pháp tắc, một, lúc sắp rơi xuống đất, Dương Diệp bản năng ôm lấy nữ tử khẽ đảo, để cho mình rơi xuống đất trước. Toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt, vô số khe hở to như cánh tay nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt, dùng Dương Diệp làm trung tâm, đại địa phạm vi mấy ngàn trường đều rạn nứt. Dương Diệp phun ra một ngụm máu lần nữa, xương cốt toàn thân nhức mỏi. Mà nữ tử nằm sấp ở trên người hắn, bởi vì hắn đã nhận lấy đại bộ phận lực lượng, nên chỉ bị tổn thương nhẹ. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói lời nào. Dương Diệp đứng dậy, ôm nữ tử để ở trên một tảng đá, sau đó xoay người nhìn về phía xa xa, ở cách đó không xa, đứng một nam tử khôi ngô, nam tử râu tóc xồm xàm, trên người chỉ mặc một bộ da thú, hiển nhiên là một dã nhân. Mà dã nhân này dĩ nhiên là thánh giả cảnh. Nếu như ở linh giới, dùng tình huống hiện tại của hắn đối mặt một vị thánh giả, cái kia không thể nghi ngờ là hắn phải chết, nhưng hiện tại, tuy đối phương là thánh giả, nhưng giống như hắn, không có huyến khí, dựa vào là thân thể. Mà thân thể, tuy hắn không phải thánh giả, nhưng tuyệt đối không thua thánh giả cảnh. Trước kia sở dĩ bị đối phương đánh lên thành công, là vì hắn quên thần thức của mình ở chỗ này đã mất đi hiệu lực. Dương Diệp không nói gì, chân phải mạnh mẽ đạp đất, đại địa run lên kịch liệt, mượn nhờ lực lượng đại địa, cả người Dương Diệp như một viên đạn pháo bắn mạnh về phía dã nhân, những nơi đi qua, không gian kích động. Hắn không hỏi đối phương là ai, cũng không có hỏi tại sao đối phương ra tay đánh lén hắn. Loại thời điểm này, hắn cảm thấy dùng nắm đấm nói chuyện cho thỏa đáng. Giống. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, dã nhân gào thét một tiếng, thân hình bắn mạnh tới Dương Diệp. Rất en tranh, nắm đấm hai người ở trong không khí tiếp xúc với nhau. Một tiếng vang thật lớn, không gian chung quanh hai người kích động kịch liệt, hai người lùi lại vài chục bước, bất quá sau một khắc, Dương Diệp lại mãnh liệt bắn ra, lập tức đi tới trước mặt dã nhân, sau đó lại một quyền oanh tới. Giống. Dã nhân gào thét, sau đó giơ nắm đấm lên nghênh đón Dương Diệp. Nắm đấm chạm vào nhau, hai người vừa chạm vào liền tách ra, nhưng sau một khắc, Dương Diệp lại xông tới. Dương Diệp cực kỳ rõ ràng, cái kia chính là lúc vật lộn, chú ý chính là một chữ hung ác, chỉ cần mình hin ác, là có thể tạo thành áp lực tâm lý cường đại cho đối phương. Đương nhiên, hắn cũng không có tận lực truy cầu hung ác, bởi vì thời điểm hắn động thủ với người, bản thân luôn ác như vậy. Lực lượng thân thể của hai người đều cực kỳ cường đại, mỗi một đấm va chạm, đều làm cho không gian kích động kịch liệt. Không gian ở đây cực kỳ chắc chắn. Cho dù hai người toàn lực cũng không thể chấn vỡ không gian, nhưng mặt đất dưới chân lại không có kiên cố như vậy. Chiến không đến 10 tức, mặt đất chung quanh đã vỡ ra, xuất hiện khe rãnh dài hẹp sâu không thấy đáy, như là động đất. Giao chiến nửa khắc đồng hồ, ở dưới đấu pháp không muốn sống của Dương Diệp, dã nhân dần dần rơi xuống hạ phong. Khí thế của dã người càng ngày càng yếu, mà khí thế của Dương Diệp lại càng ngày càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Dã nhân gầm thét. Giống như muốn nói gì, nhưng Dương Diệp lại căn bản mặc kệ, nắm đấm như mưa điên cuồng đập tới. Hiện tại, hắn không chỉ dùng nắm đấm, chân, đầu gối, toàn thân cao thấp đã thành vũ khí. Ở dưới hắn điên cuồng công kích,
dã nhân đã hiện ra thế bại. Một phút đồng hồ sau, dã nhân một cái không chú ý, bị Dương Diệp đá vào phần bụng, cả người bay ra ngoài. Dương Diệp bắt lấy cơ hội, nhanh chóng lấn thân lên, một quyền mạnh mẽ oanh lên ngực, thân thể dã nhân lập tức cong thành hình tôm bay ra ngoài. Dương Diệp tự nhiên sẽ không buông tha, lập tức đuổi theo, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích. Bành bành bành. Giờ phút này, dã nhân chỉ có thể bị động ăn đòn. Cũng may thân thể hắn cường hãn, cho dù bị Dương Diệp đánh vô số quyền, cũng chỉ bị tổn thương, mà không có chết. Đánh tiếp hắn sẽ chết. Nhìn thấy Dương Diệp không có chút nào dừng lại ý tứ, một bên nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp một cước đá vào bụng dã nhân, đối phương trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất xuất hiện hố sâu. Thân hình Dương Diệp khẽ động rơi vào hố sâu, chỉ chốc lát, Dương Diệp xách theo dã nhân đã hấp hối xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Ném dã nhân xuống đất, Dương Diệp ngồi bệnh ở bên cạnh, tuy thắng, nhưng hắn cũng kiệt sức. Nếu như bình thường, có huyền khí chữa trị, cái này căn bản không phải vấn đề gì, nhưng hiện tại, huyền khí không thể dùng, hắn chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Ngu xuẩn! Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói một câu. Ân, dã nhân cái xác thực có chút ngu xuẩn. Dương Diệp đồng ý nói. Ta nói là ngươi. Nữ tử nói. Dương Diệp nao nao, thoáng một phát nhảy dựng lên, sau đó đi đến trước mặt nữ tử nói. Nữ nhân, ngươi có thể có chút lương tâm hay không? Nếu như không phải ta liều chết đánh ngã dã nhân, ngươi có biết ngươi sẽ gặp phải cái gì hay không? Dùng ánh mắt của dã nhân trước kia nhìn ngươi như sói đói, ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Lực lượng, không phải dùng như ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhướng mày nói. Ngươi có ý gì? Lực lượng của ngươi không tập trung, quá phân tán, làm cho lực lượng của mình ở lúc đối địch, không cách nào phát huy ra hiệu quả xứng đáng. Trừ cái này ra, lực khống chế của ngươi quá kém, không cách nào làm cho lực lượng phát huy trọn vẹn. Nữ tử chỉ tảng đá dưới chân Dương Diệp nói. Đến, đánh nổ nát một nửa tảng đá kia thử xem, nhớ kỹ, chỉ nổ một nửa. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, do dự một chút. Hắn cầm lấy tảng đá lớn cỡ bàn tay, sau đó nhẹ nhàng oanh lên. Một tiếng vang nhỏ, tảng đá trong tay hắn hóa thành bột mịn. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ. Trước kia ngươi cùng hắn đối địch, nếu như có thể khống chế tốt lực lượng của mình, không chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất đánh bại hắn, còn có thể tránh để cho mình kiệt lực. Nữ tử lạnh nhạt nói, giống như tảng đá kia, có lẽ nó chỉ cần một phần vạn lực lượng của ngươi có thể nổ nát, nhưng ngươi lại dùng một phần ngàn lực lượng. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Phải làm sao mới có thể làm được như người nói. Luyện. Nữ tử nói. Trừ cái này ra, không có đường tắt. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Nhưng bỏ thời gian làm được như người nói, còn không bằng tu luyện một môn huyền kỹ thần cấp, không phải sao. Cho nên tốn hao thời gian ở cái này, còn không bằng đi tu luyện một môn huyền kỹ cường đại. Ngu xuẩn. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi có biết lực lượng đạt đến mức tận cùng sẽ như thế nào không? Ngươi có biết tốc độ đạt đến mức tận cùng sẽ như thế nào không? Bất kể là nhân loại hay yêu thú, thân thể mới là căn bản của chúng ta. Lực lượng pháp tắc, cùng với cái gọi là thần thông khác, đều chỉ là phụ trợ của thân thể chúng ta. Thử hỏi, bản thân ngươi thân thể không được, cảnh giới không đủ, có thể thi triển huyền kỹ cùng với bí pháp cường đại sao? Thân thể không được, hết thảy đều là mây bay. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, lại nói. Thân thể là căn bản của chúng ta, còn lại hết thảy, bất quá là chúng ta mượn lực lượng của thế giới mà thôi. Như lúc này, thiên địa không có cho ngươi linh khí, ngươi không có huyền khí, ngươi còn có thể thi triển lực lượng pháp tắc. Còn có thể thi triển huyền kỹ thần cấp sao? Không thể, không có thiên địa linh khí, ngươi sẽ biến thành một người bình thường. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Ta thừa nhận. Ngươi nói rất có đạo lý, cũng phá vỡ một ít nhận thức dĩ vãng của ta. Chỉ là dựa theo lời của ngươi, chẳng phải chỉ có tu luyện thân thể, mới có thể chính thức đắc đạo. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Đại đạo 3000, thân thể chỉ là một đường trong đó. Ta muốn nói cho ngươi là, thân thể giống với một vật chứa, có thể chứa bao nhiêu thứ, thì nhìn thân thể ngươi có đủ lớn hay không, có đủ chắc chắn hay không. Nếu như thân thể ngươi không đủ lớn, không đủ mạnh, cho ngươi đồ tốt, ngươi cũng chứa không nổi, có khi còn sẽ nứt vỡ. Ta hiểu được.
Dương Diệp hít sâu một hơi, giờ phút này, hắn là chân chính minh bạch. Giống như kiếm vực, không phải kiếm vực không được, mà là bản thân hắn không được. Còn có Táng Thiên, không phải Táng Thiên quá mạnh mẽ, mà là bản thân hắn quá yếu. Còn có Kiếm Linh, không phải kiếm sao cùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức quá mạnh mẽ, mà là hắn quá yếu. Đến cùng, là bản thân hắn còn không xứng với những lực lượng này. Đúng rồi, lực lượng đạt đến mức tận cùng là dạng gì? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nghe qua giới hạn pháp tắc chưa? Nữ tử bỗng nhiên nói. Giới hạn pháp tắc? Dương Diệp nhíu mày lắc đầu. Cái gọi là giới hạn, là chỉ là một việc đạt với cực hạn của thân thể, là đồ vật sau cực hạn. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói. Giống như hồng thủy bị đê đập ngăn cản, hồng thủy từng đợt lại từng đợt trùng kích, một khi đê đập biến mất, hồng thủy mang đến lực lượng, so với bình thường sẽ mạnh hơn mấy chục lần. Động lại, bộc phát. Dương Diệp trầm giọng nói. Đúng không? Người nghĩ như vậy cũng có thể. Nữ tử nói. Cái pháp tắc này so với tiêu vong pháp tắc của ta thì như thế nào? Dương Diệp nói. Trước kia khi cứu nữ tử đã xem qua tiêu vong pháp tắc của hắn. Người cảm thấy tiêu vong pháp tắc của ngươi rất lợi hại. Nữ tử nói. Chẳng lẽ không lợi hại sao? Dương Diệp nói. Tử vong tức là hủy diệt, là rút ra sinh cơ của vạn vật. Ở trên trình độ nào đó, nó quả thật không tệ. Nhưng ngươi phải hiểu được một việc, khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định, ngay cả tử vong cũng không làm gì được. Nữ tử nói, tiêu vong pháp tắc, uy lực của nó đã bị cố định, không có khả năng phát triển. Mà giới hạn pháp tắc lại không có hạn chế này, bản thân ngươi càng mạnh, nó có thể ở trên lực lượng cơ sở cho ngươi càng mạnh hơn nữa. Ngươi nói, pháp tắc nào càng mạnh hơn nữa? Đã minh bạch. Dương Diệp thở ra một hơi nói. Đa tạ chỉ giáo. Nói xong, Dương Diệp phức tạp nhìn thoáng qua nữ tử. Giờ phút này, hắn coi như là kẻ đần cũng biết nữ nhân này tuyệt đối không phải người bình thường. Đã minh bạch thì mau chạy đi. Nữ tử nói. Dương Diệp hơi sững sờ, hắn giống như nghĩ tới điều gì, quay người nhìn lại, chỉ thấy xa xa chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 100 dã nhân tay cầm trường mâu cổ quái. Hơn 100 dã nhân này đang lao về phía bọn họ. Nhìn thấy hơn 100 dã nhân, Dương Diệp không khỏi run lên. Bởi vì những cái này toàn bộ là thánh giả. Nếu như ngươi dám, ngươi sẽ hối hận cả đời. Một. Ngao ngao. Hơn 100 dã nhân chu lên, theo bọn hắn chạy trốn, toàn bộ đại địa đều run rẩy. Dương Diệp hít sâu một hơi, không chút do dự, quay người ôm lấy nữ tử bỏ chạy. Đừng nói giỡn. Tuy những dã nhân này không giống thánh giá nhân loại có thể thi triển đủ loại thần thông, nhưng nhục thể của bọn hắn. Một người sâu lâu hơn 100 dã nhân tương đương với thánh cấp. Đầu Dương Diệp còn không có bị cửa kẹp, tự nhiên sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn vốn định khảo vấn hối dã nhân bị hắn hành hạ hấp hối, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể buông tha. Bảo vệ tánh mạng mới là cần gấp nhất. Khi những dã nhân kia chứng kiến dã nhân bị Dương Diệp hành hạ, chúng lập tức gào lên, sau đó cả đám điên cuồng lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp một đường chạy như điên, khi hắn nhìn thấy những dã nhân kia không có ý tứ bỏ qua, khóe miệng không khỏi co lại, nếu như bình thường, có tốc chi pháp tác gia trì, những dã nhân này coi như thúc ngựa cũng cản không nổi hắn. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có lực lượng thân thể đơn thuần, tốc độ toàn bộ nhờ lực lượng thân thể, mà bởi vì lúc trước cùng dã nhân đại chiến làm thân thể mỏi mệt còn chưa khôi phục. Bởi vậy giờ phút này hắn cùng với chúng dã nhân khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Ngươi có biện pháp nào không? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử trong ngực. Hoặc là trốn, hoặc là giết bọn chúng đi. Nữ tử nói. Ngươi không phải nói nhảm sao? Dương Diệp tức giận nói. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói chuyện. Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Ngươi khẳng định không phải người bình thường, hoặc là nói. Ngươi nhất định là một người cực kỳ lợi hại. Ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta bị bọn hắn đuổi theo, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nếu như ngươi có biện pháp nào, hoặc có át chủ bài thì đừng ẩn tàng có được không? Ngươi kêu tiểu tháp kia đi ra, đừng nói những dã nhân kia, ngay cả thế giới này cũng có thể bị phá hủy. Nữ tử nói, Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, lúc trước hắn phát hiện không cách nào vận dụng huyền khí. Thì nếm thử gọi Hồng Mông Tháp hỗ trợ, nhưng đối phương không thèm nghĩa đến hắn. Nhiều khi Dương Diệp không khỏi suy nghĩ,
hắn cùng với Hồng Mông Tháp đến tột cùng ai mới là chủ nhân? Ngươi không cách nào chính thức khống chế nó. Nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng phải. Nữ tử nói khẽ. Ngươi yếu như thế, làm sao có thể nắm giữ thần vật như vậy? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến nói. Nữ nhân, bây giờ sở dĩ ngươi còn sống, không bị những dã nhân kia lăng nhục, là bởi vì có người yếu như ta đó. Yếu cũng không đáng sợ, cũng không đáng xấu hổ, sợ chính là một người không biết mình yếu, loại người này, mới là đáng xấu hổ nhất. Nữ tử lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy bây giờ chúng ta nên thảo luận làm sao chạy thoát đi. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này những dã nhân kia cách hắn đã chưa đủ mấy trăm trượng, tiếp tục như vậy, không ra nửa canh giờ, bọn hắn sẽ bị đuổi theo. Vứt bỏ ta, như vậy có thể vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử nói. Ngươi thăm dò ta, ngươi đã được tạo hóa quả, ta đối với ngươi mà nói, đã không có giá trị lợi dụng, không chỉ không có giá trị lợi dụng, hiện tại còn là vướng víu của ngươi. Không phải sao? Nữ tử nói. Dương Diệp nói. Tựa hồ ngươi rất hy vọng ta vứt bỏ ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói. Ngươi bây giờ còn tiếp tục mang theo ta, đơn giản là hy vọng từ trên người ta đạt được phương pháp chạy đi, hoặc cho rằng ta còn ẩn giấu thực lực, có át chủ bài kinh người gì. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, phương pháp chạy đi ta đã nói cho ngươi biết, trừ cái này ra, không có phương pháp khác. Về phần thực lực cùng át chủ bài, ta đồng dạng không có, ít nhất ở địa phương này không có. Cho nên, ta đối với ngươi mà nói, đã không có giá trị lợi dụng rồi. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu nói. Ngươi đối với ta có đề phòng rất sâu, hoặc nói là địch ý. Ta không biết tại sao ngươi như vậy, nhưng ta muốn nói, loại thời điểm này, chúng ta chân thành hợp tác, đối với chúng ta mới là tốt nhất. Ít nhất, ở địa phương này, chúng ta nhất định phải chân thành một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng nói. Ta không có cách nào. Nghe vậy, Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ngươi đã không có cách nào, như vậy dựa theo phương pháp của ta. Nói xong, Dương Diệp ngừng lại, cõng nữ tử lên lưng, sau đó đi về phía đám dã nhân. Ngươi làm cái gì? Nữ nhân hỏi. Một mình ta solo toàn bộ bọn hắn. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Trên mặt hiện lên dữ tợn. Lúc này trên người hắn còn có thương tích, tiếp tục trốn, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, cuối cùng đã tránh không được, vậy hắn lựa chọn chủ động chiến. Ngươi xác định. Nữ tử nói. Ta cực kỳ xác định. Dương Diệp gầm lên giận dữ, một cổ khí thế từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó phía chân trời đột nhiên hạ xuống một cột sáng màu xanh da trời, chui vào trong cơ thể hắn, khi cột sáng màu xanh da trời chui vào trong cơ thể. Một màn sáng hơi mỏng như làn da dính sát ở trên thân thể hai người. Sau khi đi tới thế giới này, hắn phát hiện tuy không thể dùng linh khí, nhưng tinh thần chi lực lại có thể. Mà hắn vừa vặn tu luyện qua tinh thần chi lực, đây là nguyên nhân vì sao hắn dám lưu lại chiến một trận. Tinh thần chi lực, nhìn màng mỏng màu xanh da trời trên người, trong mắt nữ tử mang theo một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ. Tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, khuôn mặt của Dương Diệp vặn vẹo lên. Khi tinh thần chi lực phóng ra ngoài, hình thành màng bảo hộ, cả khuôn mặt hắn đã vặn vẹo biến hình. Vốn có tử khí phụ trợ, hắn thi triển tinh thần chi lực căn bản không có tác dụng phụ, nhưng hiện tại tử khí không thể vận chuyển, hắn thi triển tinh thần chi lực, bị tinh thần chi lực mang đến cắn trả. Loại cắn trả này, không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ, bởi vì tinh thần chi lực tương đương với ăn mòn lục phủ ngũ tạng còn có cả người của hắn. Không có biện pháp, loại thời điểm này. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Thống khổ cực độ, làm cho ý thức của Dương Diệp giờ phút này sắp mơ hồ. Hiện tại hắn chỉ muốn phát tiết, chỉ phát tiết mới có thể để cho thân thể giảm nhẹ thống khổ. A hát! Dương Diệp gầm lên giận dữ, lưng cõng nữ tử trực tiếp xông về đám dã nhân. Một dã nhân nắm tay bên trong đích trường mâu đâm vào Dương Diệp trước ngực, nhưng lại để cho hắn khiếp sợ chính là, Dương Diệp không chỉ không sao, trường mâu trong tay hắn hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, dư uy còn chấn hắn lùi lại mấy chục bước. Tất cả dã nhân đều mộng rồi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên vào tới trước mặt dã nhân gần nhất, một quyền mạnh mẽ oanh tới. Tên dã nhân kia kinh hãi, đồng dạng một quyền oanh về phía Dương Diệp.
Hai quyền chạm nhau, dã nhân lùi lại gần trăm bước, trái lại Dương Diệp, lại một bước cũng không lui. Tên dã nhân kia kinh hãi, mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền oanh lên đầu của hắn. Đầu lập tức biến hình, sau đó cả người bay ngược ra mấy ngàn trượng. Ngao! Vô số dã nhân gào thét, sau đó điên cuồng công về phía Dương Diệp. Bất quá đáng tiếc, trường mâu cùng nắm đấm của bọn hắn đối với Dương Diệp không có tạo thành một chút tổn thương, thậm chí quả đấm cùng trường mâu của bọn hắn công ở trên người Dương Diệp, còn bị lực lượng của mình bắn ngược chấn tổn thương. Mà nắm đấm của Dương Diệp rơi ở trên người bọn hắn lại không chết tức tổn thương. Dương Diệp càng đánh càng hăng, giờ phút này hắn đã hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, bởi vì hắn căn bản cảm giác không thấy đau đớn, mặc kệ bao nhiêu trường mâu cùng nắm đấm oanh lên người, hắn một chút cảm giác cũng không có. Mà quả đấm của hắn trên thân dã nhân, hắn cũng không có cảm giác. Hắn hiện tại phảng phất như đã mất đi chi giác. Dương Diệp càng đánh càng hăng, giờ phút này hắn đã hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, bởi vì hắn căn bản cảm giác không thấy đau đớn, mặc kệ bao nhiêu trường mâu cùng nắm đấm oanh lên người, hắn một chút cảm giác cũng không có. Chuẩn xác mà nói, hắn bây giờ là vô địch, ít nhất chỉ bằng vào lực lượng thân thể, là căn bản không cách nào tạo thành tổn thương thực chất. Chiến đấu không đến một lát, trong tràng đã có hơn 10 dã nhân ngã xuống. Thời gian dần trôi qua, một ít dã nhân trong mắt lộ ra sợ hãi, Dương Diệp ở trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ là một quái vật. Ngao! Trong tràng, một dã nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hắn quay người bỏ chạy, mà chúng dã nhân ở bên cạnh hắn cũng lập tức quay người bỏ chạy. Đối mặt một người cơ hồ là vô địch, bọn hắn tự nhiên không dám tiếp tục chiến nữa. Bất quá Dương Diệp hiển nhiên không có ý bỏ qua bọn hắn. Dương Diệp đuổi theo một dã nhân, quyền của hắn oanh ở trên lưng một dã nhân, đối thủ trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Bất quá bởi vì thân thể cường đại, hắn cũng chưa chết, không chỉ không chết, bị tổn thương cũng không phải quá nghiêm trọng. Hắn vừa muốn đứng lên, Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, một cước giẫm bụng của hắn, sau đó nắm đấm mạnh mẽ oanh lên đầu. Đầu người lập tức biến thành một hình dạng quái dị, mà lúc này, Dương Diệp lại một quyền oanh lên đầu hắn. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Dương Diệp không biết ở trên đầu dã nhân kia oanh bao nhiêu quyền, cho đến đầu người bạo liệt ra, hắn mới thu tay lại, sau đó đuổi theo dã nhân kế tiếp. Phát tiết. Toàn thân mang đến đau nhức, làm cho trong đầu Dương Diệp chỉ có một ý niệm, cái kia chính là phát tiết, điên cuồng phát tiết. Lại giết 6-7 tên dã nhân. Tốc độ của Dương Diệp dần dần chậm lại, cùng lúc đó, những dã nhân kia đã toàn bộ chạy không thấy. Nhưng tinh thần chi lực mang đến đau nhức kịch liệt lại còn không có biến mất, không chỉ không biến mất, bởi vì hắn quá độ sử dụng lực lượng thân thể, đau nhức so với trước càng tăng kinh khủng. Phát tiết. Hắn cần không ngừng phát tiết. Đột nhiên, Dương Diệp quay người, dùng sức ném nữ tử lên mặt đất. Nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt Dương Diệp đã không có thanh minh. Có, chỉ có dục hỏa. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, nữ tử cau mày nói. Nếu như ngươi dám, ngươi sẽ hối hận cả đời. Giống. Dương Diệp gầm lên giận dữ, thân hình khẽ động, trực tiếp đè lên người nữ tử, kéo ra trường bào rơi xuống, bên trong không còn vật gì. Biết rõ mình yếu như thế nào chưa? Một. Nếu như bình thường, có kiếm ý áp chế, coi như đau tận xương cốt, Dương Diệp cũng sẽ không mất đi lý trí. Nhưng hiện tại, huyền khí không cách nào sử dụng, kiếm ý cũng không cách nào sử dụng, bởi vậy ở dưới đau nhức, hắn chỉ có dùng phương thức phát tiết đen giảm bớt. Mà phát tiết, ngoại trừ điên cuồng giết người, cái kia chính là nữ nhân. Ở dưới bản năng thúc dục, Dương Diệp quyết đoán đè lên nữ tử. Dưới trường bào, trên người nữ tử không có một vật, ngọc thể trắng noãn không hề giữ lại hiện ra ở trong tầm mắt Dương Diệp. Nếu như bình thường, Dương Diệp tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, sẽ không bị sắc dục mê hoặc. Nhưng giờ phút này, một màn trước mắt này, đối với Dương Diệp mà nói không thể nghi ngờ là một liều thuốc thôi tình. Xuất phát từ bản năng, hắn trực tiếp hôn lên bờ môi nữ tử, hai tay xoa nắn lên ngọc thể nàng. Nữ tử không có phản kháng, nàng nhìn Dương Diệp, cực kỳ bình tĩnh. Hôn môi xong, miệng hắn đi dần xuống dưới cổ, hôn lên đôi nhũ hoa đầy đặn săn chắt, cắn lấy hạt đậu hồng hồng kích thích, tay trái không ngừng xoa nắn cái còn lại. Tay phải thì vuốt ve bắp đùi trơn mịn, không ngừng đi lên nơi hội tụ thần thánh kia. Sau khi chơi thỏa mãn,
môi hắn lại xuống dưới nữa, lướt qua vùng bụng bằng phẳng, trắng nõn không chút tì vết, miệng hắn lướt xuống một vùng đào nguyên cỏ non rậm rạp, khi miệng Dương Diệp chạm vào chỗ này, thân thể nữ tử không khỏi cứng lại, hai chân căng thẳng. Thời điểm Dương Diệp muốn thẳng đảo Hoàng Long, công phá thành trì, hai mắt đột nhiên nhìn hai mắt nữ tử, nhìn hai mắt nữ tử bình tĩnh, động tác của Dương Diệp ngừng lại, dục vọng trong mắt của hắn tan mất rất nhiều. Hai người nhìn nhau ước chừng 10 tức, Dương Diệp đột nhiên lăn khỏi người nàng, sau đó hai tay khẽ vẫy, hơn 10 cây trường mâu đột nhiên bay vụt đến, đóng đinh hắn ở trên mặt đất. Đi gì, không dê dê. Lúc này, tinh thần chi lực đã biến mất, bởi vậy ở dưới sự thao túng của hắn, trường mâu dễ dàng đâm xuyên qua thân thể. Tinh thần chi lực biến mất, không chỉ không để cho đau nhức kịch liệt trên người hắn giảm bớt, trái lại, thời điểm tinh thần chi lực biến mất, loại đau nhức kịch liệt kia còn càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá giờ phút này, thần thức của hắn đã khôi phục rất nhiều. Hắn không có quản đau nhức kịch liệt trên người, mà trong đầu không ngừng hồi tưởng hai mắt của nữ tử kia. Trước đó cùng nữ tử đối mặt một cái chớp mắt, vòng xoáy thần bí trong cơ thể hắn vậy mà xoay tròn thoáng một phát. Đây là đang cảnh cáo. Một cái chớp mắt kia, tóc gáy toàn thân Dương Diệp dựng lên. Bởi vì từ khi có vòng xoáy thần bí, sự tình có thể làm cho vòng xoáy thần bí phát ra cảnh cáo, không cao hơn 3 lượt. Nữ nhân trước mắt này đến tột cùng là ai? Rất nhanh, Dương Diệp không có nghĩ nữa, bởi vì đau nhức kịch liệt làm cho hắn thiếu chút nữa hôn mê. Lúc này đây, Dương Diệp không dám để cho mình mất phương hướng. Hắn gắt gao kiên trì, trong đầu không ngừng nghĩ đến Tô Thanh Thi, An Nam Tĩnh, Hiểu Vũ Tịch. Thời gian từng chút trôi qua, không biết bao lâu, Dương Diệp cảm giác thân thể mình bình thường một ít, hắn mở hai mắt ra, lúc này trời đã tối, trên bầu trời ngôi sao rậm rạp. Dương Diệp vừa định động, nhưng toàn thân lại truyền đến cảm giác nhức mỏi, làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Cố nén toàn thân không khỏe, Dương Diệp đứng dậy, đi tới trước mặt nữ tử. Nữ tử nhìn hắn, không nói gì, giống như dĩ vãng. Chỉ là lúc này ánh mắt nữ tử làm cho Dương Diệp có một loại tim đập nhanh. Ta vô ý mạo phạm ngươi. Dương Diệp nói. Ngươi đã mạo phạm. Nữ tử nói, thanh âm rất bình tĩnh, không có dấu hiệu tức giận. Tính toán lỗi của ta. Dương Diệp nói. Mặc kệ nguyên nhân gì, làm ra loại chuyện này, xác thực trách ta. Sau đó thì sao? Nữ tử nói. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt nói. Dù sao ta sẽ không dùng cái chết tạ tội. Nếu không như vậy, chờ chúng ta đi ra ngoài. Người cùng ta đều khôi phục thực lực, sau đó chúng ta sâu lâu. Ta thắng, việc này chúng ta xem như không xảy ra. Nếu ngươi thắng, ta tùy ngươi xử trí, như thế nào? Hắn tự nhiên sẽ không sâu lâu với nữ nhân này, dù sao sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ lập tức chuồn. Nữ tử nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Có thể. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi, tạm thời không có việc gì rồi. Tuy nữ nhân trước mắt này thoạt nhìn một chút lực lượng cũng không có, nhưng có thể làm cho vòng xoáy thần bí phát ra cảnh cáo, sẽ là một người bình thường sao? Theo như hắn suy đoán, lúc trước hắn xâm phạm nàng, nàng khẳng định làm cái gì, cái này để cho vòng xoáy thần bí cảm nhận được nguy hiểm, bởi vậy mới phát ra cảnh cáo. Nói cách khác, nữ nhân trước mắt này không phải không có lực tự bảo vệ mình, mà nàng không muốn dùng. Sở dĩ không muốn dùng, theo như hắn suy đoán. Hẳn giống như hắn dùng táng thiên, sẽ trả giá lớn. Bằng không thì, đối phương cũng sẽ không ở thời điểm hắn sắp đâm vào, mới chịu vận dụng lá bài tẩy của mình. Nói tóm lại, nữ nhân trước mắt này là một nhân vật nguy hiểm. Dương Diệp quét nhìn chung quanh, khi thấy chung quanh có hơn 10 thi thể dã nhân, trong mắt của hắn hiện lên một vòng đáng tiếc, nếu như có thể mang đi hơn 10 thi thể này, ngày sau luyện chế thành kiếm nô, cái kia nhất định là một trợ lực. Đáng tiếc. Không có huyền khí, không thể dùng nạp giới, cổ sao càng không thể dùng, hắn căn bản không cách nào mang đi những thi thể này. Lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử nói. Nếu như ta không đoán sai, những dã nhân kia nhất định là cư dân bản địa, chỉ là ta không rõ, ở đây không chỉ không có linh khí, bản nguyên tử khí cũng không có, vì sao bọn hắn có thể thành thánh? Bọn hắn nhất định có địa phương lấy được bản nguyên tử khí. Nữ tử nói, đi tìm bọn họ. Dương Diệp trầm giọng nói, nếu chúng ta muốn khôi phục thực lực, phải đi tìm bọn họ, đúng không? Hiện tại đi, là đi chịu chết.
nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi quá yếu, trước phải tăng thực lực của ngươi lên. Lực lượng thân thể sao? Dương Diệp nói. Tới. Nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp nao nao, do dự một chút, hắn đi tới trước mặt nữ tử. Tới gần một ít. Nữ tử lại nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó lại đi vào chút ít, lúc này hắn cùng với nữ tử cách không đến mấy centimet. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi biết mình yếu như thế nào không? Dương Diệp. Chỉ là tinh thần chi lực cắn trả, liền để người mất phương hướng, người nói người không yếu sao? Nữ tử nói. Dương Diệp nhìn nữ nhân hồi lâu, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu nói. Người nói rất đúng, ta xác thực còn rất yếu. Như nữ tử nói, yếu, cũng không có gì đáng xấu hổ, hắn trước mắt mà nói, xác thực rất yêu. Nữ tử nhìn chằm chằm Dương Diệp mấy tức, cuối cùng nàng thu hồi ánh mắt nói. Trụ cột của ngươi miễn cưỡng tạm được. Không phải dùng ngoại vật chồng chất lên. Nhưng nếu như ta không nhìn lầm, người từ phàm nhân đạt đến bây giờ, khẳng định dùng chưa tới 10 năm, có phải thế không? Làm sao ngươi biết? Trong mắt Dương Diệp có một tia kinh hãi, nữ nhân trước mắt này không khỏi quá kinh khủng đi. Đây không phải ngươi cần quan tâm. Nữ tử nói, trong thời gian ngắn như thế thực lực tăng lên tới loại trình độ này, tuy cho ngươi thực lực cường đại, nhưng cũng có rất nhiều tai hại. Tâm tình của ngươi quá kém, tâm cảnh của ngươi căn bản không cách nào sánh bằng tăng lên tốc độ, tinh túy của từng cảnh giới, ngươi cũng không có thể lĩnh ngộ, chỉ là đơn thuần tăng lên đến cảnh giới này, cái này làm ngươi mất đi lực lượng nguyên bản thuộc về cảnh giới đó. Trừ những cái này ra, ngươi còn có rất nhiều vấn đề. Nói đến đây, nữ tử lại nhìn về phía Dương Diệp nói. Nói cho cùng, từ phàm nhân đến bán thánh trung cấp, trụ cột của ngươi nhìn như rất kiên cố. Kỳ thật không phải, đây chỉ là biểu hiện giả dối ở mặt ngoài. Một khi gặp được vấn đề chính thức, như tinh thần chi lực cắn trả, người sẽ lập tức sụp đổ. Giống như xây nhà, nếu nền tảng không chắc chắn, có lẽ phòng ở có thể ngăn cản một ít gió táp mưa sa nho nhỏ, nhưng nếu gặp được địa chấn, nó sẽ lập tức sụp đổ. Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Ta nên làm như thế nào? Nữ tử nói những cái này, kỳ thật hắn cũng cảm thấy. Chỉ là không có rõ ràng như vậy, hoặc là nói hắn căn bản không coi trọng. Bây giờ nghe nữ tử nói, hắn mới biết được, cái này nghiêm trọng đến cỡ nào. Trong vòng 5 năm không nên thành thánh. Nữ tử nói, trong vòng 5 năm không nên thành thánh. Dương Diệp nhắm hai mắt lại, hồi lâu sau hắn nói. Ta cần lực lượng cường đại. Tùy ngươi. Nữ tử thản nhiên nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười khổ nói. Được rồi, không nói sự tình thành thánh, nói ta hiện tại phải làm sao trở nên mạnh mẽ đi. Bằng không thì chúng ta có khả năng không ra được. Khống chế lực lượng. Nữ tử nói. Hiện tại bắt đầu, người phải học khống chế lực lượng của mình, hơn nữa để cho lực lượng của mình đạt tới cực hạn. Làm được như vậy, những dã nhân kia ở trước mặt ngươi cũng chỉ là một con số. Giới hạn pháp tắc. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn nói. Ngươi sẵn lòng dạy ta giới hạn pháp tắc. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Đổi địa phương đi. Dương Diệp hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó ôm lấy nữ tử, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Sau khi hai người Dương Diệp ly khai không lâu, một thanh niên nam tử mặc hoa bào cùng một đám dã nhân xuất hiện. Thanh niên nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn về phía chân trời, trong mắt có một tia hưng phấn. Người linh giới, hy vọng đừng quá yếu. Ở chỗ sâu trong một sơn mạch, người đầu tiên phải làm là cử trọng nhược khinh, chứng kiến cái cây kia không? Hiện tại ta muốn người một quyền đánh nát vỏ cây, nhớ kỹ, chỉ là vỏ cây. Chỉ một quyền oanh lên tàng cây, cả cây lập tức hóa thành mảnh gỗ, cùng lúc đó, mấy chục cây ở xung quanh cũng ầm ầm vỡ vụn. Lại đến, cây hóa thành bột mịn. Lại đến, cây lần nữa hóa thành bột mịn. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp. Mỗi ngày Dương Diệp cần phải làm là không ngừng oanh cây, vài ngày sau, chung quanh Dương Diệp mấy ngàn trượng, cây cối đều biến thành bột mịn. Đương nhiên, hiệu quả cũng là có, lúc này hắn đã có thể làm được để cho lực lượng của mình không ngoại tiết, là một quyền oanh lên tàng cây, toàn bộ lực lượng tập trung ở thân cây này, sẽ không tiết ra ngoài. Vốn là lực lượng đồng dạng, một quyền của hắn có thể làm cho cây hóa thành bột mịn, nhưng hiện tại, một quyền trực tiếp để cho cái cây này hóa thành hư vô. Thu hoạch này,
làm cho Dương Diệp mừng rỡ như điên, bất quá hắn vẫn không làm được như nữ tử nói, chỉ làm cho vỏ cây vỡ vụn, hơn nữa để cho cây bình yên vô sự, vì vậy hắn càng thêm điên cuồng tu luyện. Một tháng sau, Dương Diệp đi đến trước một cây cổ thụ, nhìn cổ thụ kia, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp oanh ra một quyền. Một tiếng vang nhỏ, vỏ cây cổ thụ hóa thành hư vô, mà thân cây lại không có chút hư hao nào. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, quay người nhìn về phía nữ tử. Miễn cưỡng hợp cách, tới, hiện tại thử xem cử khinh như trọng. Hoàn thành cái này, người có thể thử học giới hạn pháp tắc. Nữ tử nói, giới hạn pháp tắc đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, dùng thân thể của ngươi bây giờ, nếu như ngươi học được giới hạn pháp tắc, nó có thể làm cho lực lượng của ngươi ở trong nháy mắt gia tăng ít nhất 30 lần. 30 lần. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hiện tại lực lượng của hắn đã không kém thánh cấp, nếu như lực lượng bỗng nhiên gia tăng 30 lần, đó là cái khái niệm gì? Ta thực sự nhìn không được một. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm chi? Khóe miệng Dương Diệp co rút nói, nó quan hệ đến tánh mạng của chúng ta, ta có thể không nghĩ sao? Ngươi cần nghĩ là làm sao để cho mình càng mạnh hơn nữa. Nữ tử nói, nói đơn giản một chút chính là bây ghi tờ hắn có thể khống chế lực lượng của mình, cái này so với lực lượng tăng cường còn muốn khủng bố. Ánh mắt của ngươi thiển cận như vậy. Nữ tử nói, có ý gì? Dương Diệp nói, nữ tử quét nhìn chung quanh. Chứng kiến thế giới này không? Đây là một người sáng tạo ra, có lẽ người đó đã vẫn lạc, hơn nữa sau không biết bao nhiêu năm, còn có thể vây khốn ngươi, cho ngươi bất đắc dĩ, thậm chí tuyệt vọng. Mà ngươi, lại vẫn còn vì mình thu hoạch được chút lực lượng như con sâu cái kiến dương dương tự đắc, không thấy đáng thương sao? Biểu lộ Dương Diệp cứng đờ, hồi lâu sau, hắn lắc đầu nói. Chúng ta không thể tâm sự bình thường sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Ta không biết ta có cái gì có thể nói chuyện với ngươi. Nhận thức lâu như vậy, còn không biết ngươi tên gì, đúng rồi, ta gọi Dương Diệp, ngươi thì sao? Dương Diệp nói. Nữ nhân này tính cách quá lạnh, nhưng vài ngày không nói một câu, hắn không chịu nổi dày vò, cho nên thường xuyên sẽ tìm chút ít chủ đề trò chuyện. Ta cảm thấy không cần phải cho ngươi biết rõ. Nữ tử nói. Khóe miệng Dương Diệp co lại nói. Với ngươi là không có biện pháp trao đổi bình thường rồi. Cuối cùng hỏi một vấn đề, ta rất ngạc nhiên, tại sao Tu La Vương kia lại ngược đãi ngươi như vậy? Nếu như ngươi là nhân loại, ta còn có chút lý giải, dù sao Tu La Vương biến thái kia cực kỳ cừu thị nhân loại, nhưng ngươi không phải nhân loại a hát. Ngươi giống như rất hiểu rõ Tu La Vương. Nữ tử nói. Dương Diệp lắc đầu. Không biết, bất quá ta cảm thấy nữ nhân kia nhất định là một người biến thái. Vì cái gì? Nữ tử tựa hồ đến hứng thú. Dương Diệp nói. Ta đi qua mộ địa nhân loại, trong này đều là thi thể của con người, nhìn ra nàng rất cừu thị nhân loại. Tăng thêm cách làm của nàng đối với ngươi, nàng không phải biến thái thì là cái gì? Ngươi biết vì sao nàng cừu thị nhân loại không? Nữ tử bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp có chút tò mò. Bởi vì cha mẹ, tỷ tỷ của nàng, đều chết ở trên tay nhân loại các ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày, nhân loại các ngươi sẽ vì các ngươi tham lam mà trả giá lớn. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử nói. Ta có cựu oán với rất nhiều yêu thú, nhưng ta không có cựu thị toàn bộ yêu tộc các ngươi. Ngươi là ngươi, nàng là nàng. Nữ tử nói xong câu này, sau đó thu hồi ánh mắt, không nói gì nữa. Dương Diệp cũng không tự đòi mất mặt, hắn đi đến một bên, nhặt lên một nhánh cây. Sau đó nhẹ nhẹ gõ một thân cây. Cây hóa thành hư vô, mà nhánh cây trong tay hắn cũng hóa thành hư vô. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nữ tử yêu cầu cử khinh nhược trọng, là để cho hắn cầm nhánh cây làm thiết, nói đơn giản một chút là, nhánh cây kích cây, cây hủy mà nhánh cây không hủy. Vốn hắn cho rằng rất đơn giản, nhưng bắt đầu làm mới phát hiện, đây quả thực là khó đến làm cho người tức lộn ruột. Bởi vì nhánh cây căn bản chịu không được lực lượng của hắn. Mà nếu như lực lượng dùng quá nhẹ, lại căn bản không thể hủy cây. Tóm lại, muốn làm đến cử khinh nhược trọng, muốn khống chế lực lượng đến đỉnh phong, cái này rất khó, cực kỳ khó. Bất quá hắn không có buông tha,
Bởi vì nếu như làm được cử khinh nhược trọng, hắn sử dụng lực lượng lại nâng cao một bước, hơn nữa, cũng chỉ có làm được cử khinh nhược trọng, mới có thể học giới hạn pháp tắc. Ta thực sự nhìn không được hai. Nửa tháng nữa, Dương Diệp cùng nữ tử lại thay đổi một sơn mạch, bởi vì sơn mạch cũ đã có tung tích dã nhân. Lúc này, hắn chỉ muốn hảo hảo tu luyện, mà không muốn đi cùng những dã nhân kia lãng phí thời gian. Nửa tháng này, hắn tổng cộng phá hủy ít nhất mấy vạn cây cổ thụ, mỗi ngày hắn không giây phút nào không tu luyện, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Dưới tình huống điên cuồng luyện tập, hiệu quả cũng lộ ra rõ ràng, hiện tại hắn dùng nhánh cây phá hủy một gốc cây, đã có thể làm được cây hủy mà nhánh cây không hủy, đương nhiên còn chưa đủ, bởi vì nhánh cây cũng không phải lông tóc không tổn hại, nhánh cây sẽ vỡ ra, nói cách khác, còn chưa tu luyện tới đại thành. Loại tu luyện này rất vất vả. Nếu như bình thường, có huyền khí khôi phục, hắn liên tục luyện một năm cũng không có vấn đề. Nhưng hiện tại, không có huyền khí khôi phục, mỗi lần liên tục luyện tầm vài ngày tay sẽ nhức mỏi. Hắn có thể làm, là kiên trì, không ngừng kiên trì. Cứ như vậy, Dương Diệp lại điên cuồng tu luyện nửa tháng nữa. Một nhánh cây điểm lên một gốc cây, cây lập tức nổ tung, dự uy chấn mảnh gỗ thành hư vô. Thu hồi nhánh cây. Trên mặt tràn đầy mồ hôi của Dương Diệp rốt cục hiện ra dáng tươi cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Ên nữ tử nói. Ta làm được. Trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng kích động không che giấu chút nào. Hắn hiện tại, khống chế lực lượng đã đạt tới tình trạng trước đó bản thân hắn chưa từng có qua. Nếu như để cho hắn cùng với dã nhân sâu lâu, nương theo lực lượng thân thể khủng bố như thế, hắn có lòng tin trong 10 chiêu diệt sát đối phương. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trầm mặc hồi lâu, nàng nói. Biết rõ cái gì là giới hạn sao? Biết nữ tử muốn dạy hắn giới hạn pháp tắc, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng nói. Ngươi giải thích qua. Nữ tử khẽ gật đầu nói. Giới hạn, nói đơn giản là để cho lực lượng của mình tập trung ở một điểm, cũng là áp xúc lực lượng, áp xúc đến mức tận cùng thành một điểm, sau đó lại phóng thích ra. Muốn làm được điểm này. Đầu tiên cần cá nhân khống chế lực lượng của mình đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố, cũng chính là cử trọng nhược khinh và cử khinh nhược trọng. Mà bây giờ, người đã làm được hai điểm này, cho nên kế tiếp ngươi dựa theo phương pháp ta cho bắt đầu thí nghiệm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nữ tử nói. Nhớ kỹ, phải cẩn thận, một khi ngươi khống chế không tốt, làm cho lực lượng của mình cắn trả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Nghiêm trọng như vậy. Dương Diệp nói. Nữ tử nói, nếu như cho ngươi nhiều một chút thời gian luyện tập từ từ, phong hiểm tự nhiên không sẽ lớn như vậy, nhưng hiện tại, chúng ta đã không có thời gian gì rồi, không phải sao? Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu nói. Đến đây đi, nắm chặt nắm đấm. Nữ tử nói, tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, lúc này nữ tử lại nói. Cảm thụ lực lượng trong cơ thể, cảm thụ chúng, hơn nữa khống chế chúng. Sau đó dẫn chúng đi vào quả đấm của ngươi. Không gian chung quanh nắm tay phải Dương Diệp bắt đầu kích động kịch liệt. Nữ tử lại nói. Không nên phóng ra, khiến chúng nó bảo trì ở trên quả đấm của ngươi, sau đó tiếp tục dẫn lực lượng trong cơ thể đi vào trên nắm tay, thẳng đến ngươi cảm giác trong cơ thể không còn lực lượng mới thôi. Nắm đấm của Dương Diệp bắt đầu run rẩy kịch liệt, không gian chung quanh nắm đấm như hồ nước bị tảng đá ném vào. Bắt đầu phập phồng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đừng ngừng, còn chưa tới cực hạn của ngươi, không đến mức tận cùng, không thể xưng là giới hạn. Thanh âm nữ tử lần nữa vang lên. Ta sắp khống chế không nổi rồi. Dương Diệp không chỉ có tay đang run rẩy, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy, ở trên cánh tay phải của hắn, nổi gân xanh, giống như một con rắn nhỏ, cực kỳ dữ tợn. Phải khống chế được. Thanh âm nữ tử nghiêm nghị lại. Chỉ có đạt tới cực hạn, mới có thể xưng là giới hạn, cũng chỉ có cảm nhận được một cái chớp mắt đó bạo phát ra lực lượng, ngươi mới có thể chính thức minh bạch như thế nào giới hạn, nếu bây giờ ngươi không có thể khống chế, hết thảy đều uổng phí, không chỉ uổng phí, nói không chừng còn sẽ cắn trả bản thân, nếu không muốn chết, thì khống chế cho ta. Két sát, thanh âm nữ tử rơi xuống, đại địa dưới chân Dương Diệp lập tức giãn nứt ra, vô số khe hở lan tràn đến mấy ngàn trượng. Mà cây cối ở xung quanh hai người cũng ở thời khắc này nổ tung. Không được, ta sắp nhịn không được. Khuôn mặt của Dương Diệp bắt đầu vặn vẹo. Nếu như ngươi không muốn chết, thì nhịn xuống cho ta. Nữ tử nói.
không chỉ nhịn xuống, còn phải để dư lực trong thân thể tràn vào quả đấm của ngươi. Giới hạn, không đến cực hạn trong cực hạn, làm sao có thể xưng là giới hạn. Còn nữa, ngươi không muốn xem thân thể mình có khả năng đạt đến lực lượng cực hạn sao? Hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền, cả người như sốt cao run run, không gian chung quanh nắm đấm, đã bắt đầu tràn ngập ra khe hở, không gian trong phạm vi mấy ngàn trượng cũng bắt đầu kích động kịch liệt, phảng phất như tùy thời muốn bạo liệt ra. Không gian của thế giới này mạnh hơn không gian linh giới vô số lần, nếu như ở linh giới, giờ phút này chỉ sợ không gian chung quanh hắn đã sụp xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Diệp gào thét. Ta thật sự nhìn không được. Ngao. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện hơn 10 dã nhân, khi thấy Dương Diệp cùng nữ tử, hơn 10 dã nhân chu lên, sau đó lao về phía Dương Diệp cùng nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua hơn 10 dã nhân kia, sau đó lạnh nhạt nói. Nhìn không được vậy phóng xuất ra. Nghe nữ tử nói, Dương Diệp mở to mắt, sau đó nắm tay phải mạnh mẽ oanh về phía dã nhân. Muốn solo hay quần ẩu? Một, quyền ra. Không gian trước mặt Dương Diệp chốc lát trở thành một mảnh hư vô, một lỗ đen tựa như tinh không thâm thúy xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trước mặt là lỗ đen, sau lưng là thế giới bình thường. Một đen một trắng, vô cùng quỷ dị. Rầm rầm rầm. Lúc này, mấy trăm ngọn núi cùng sơn mạch chung quanh Dương Diệp toàn bộ sụp xuống. Núi lở, địa liệt. Cả thế giới run thoáng một phát. Về phần hơn 10 dã nhân kia, đã sớm không biết ở đâu rồi. Dương Diệp co quắp ngồi dưới đất, có chút ngốc trệ nhìn một màn này trước mắt, cái này là mình tạo thành sao? Cái này là mình tạo thành sao? Đây quả thật là mình tạo thành sao? Cho dù hắn tự tin, cho dù hắn từng đoán, hắn cũng có chút hoài nghi. Cái gì nhất niệm thuấn sát, cái gì băng diệt thần quyền, so sánh với một quyền kia, thì hoàn toàn là cặn bã a hát. Mà một quyền này của hắn, chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể. Chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể. Giờ phút này đầu óc Dương Diệp trống rỗng. Có thể nói, ngoại trừ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức, tất cả kiếm kỹ cùng lực lượng pháp tắc của hắn đều không khủng bố bằng một kích này. Không, những cái gọi là lực lượng pháp tắc cùng kiếm kỹ kia ở trước mặt một quyền này, hoàn toàn là cặn bã, căn bản không cách nào so sánh. Hắn có lòng tin, nếu như đối mặt yên nữ, một quyền này của hắn có thể oanh đối phương ra ngoài tinh vực. Phân giải, cũng phải nhìn là cái lực lượng gì. Một quyền này của hắn, tuyệt đối vượt xa năng lực phân giải của đối phương. Giống như trước kia hắn bái kiến một loại huyền kỹ tên là Tứ Lạng Bạt Thiên Cân, loại huyền kỹ này có thể dùng lực lượng cực nhỏ dung chuyển lực lượng lớn hơn mấy chục lần. Loại huyền kỹ này rất huyền diệu, rất mạnh, nó có thể dùng Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Nhưng nó có thể dùng Tứ Lạng Bạt 5.000 cân, 10 vạn cân sao? Như nữ tử nói, khi một loại lực lượng nào đó đạt tới trình độ khủng bố, cái gọi là pháp tắc cùng ý cảnh đều như mây bay. Tựa như một quyền vừa rồi, một quyền oanh ra, tiêu vong pháp tắc vô dụng, tốc chi pháp tắc càng không có tác dụng. Bởi vì lực lượng này đã vượt qua lực lượng pháp tắc rồi. Khóe miệng Dương Diệp nhìn không được nổi lên dáng tươi cười, rất nhanh, dáng tươi cười mở rộng. Cuối cùng hắn nhịn không được nữa cười to lên. Cười chỉ chốc lát, định đứng lên, nhưng lại kinh hãi phát hiện, mình rõ ràng không nhúc nhích được. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, vội vàng tra nhìn trong cơ thể mình, khi phát hiện tình huống trong cơ thể, hắn nhịn không được cười khổ, đây là thoát lực chính thức. Phải hay cảm thấy một kích này rất mạnh hay không? Một bên, nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp nằm trên mặt đất, tùy ý thân thể mình chậm rãi khôi phục. Nghe nữ tử nói, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nằm, mà nữ tử lại ngồi tựa lên cây, thế cho nên vạt áo của nữ tử lộ ra không còn khe hở, mà ở góc độ của hắn nhìn sang, vừa vặn chứng kiến cảnh sắc mê người ở giữa hai chân. Lúc này, hai chân nữ tử đột nhiên khép lại, trường bào nghiêng xuống, che lại phong quang, cùng lúc đó, thanh âm bình tĩnh của nữ tử vang lên. Xem được không? Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nữ tử nói. Ta không có ý khinh nhờn ngươi, càng không có ý mạo phạm ngươi. Cái kia chính là cố ý, đúng không? Nữ tử nói. Dương Diệp lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau hắn mới nói. Ta một mực cảm giác, ngươi đối với ta có địch ý rất sâu, ta rất ngạc nhiên tại sao ngươi có địch ý với ta. Dù sao từ khi chúng ta gặp nhau đến bây giờ, ngoại trừ trước kia bị ảnh hưởng tâm trí.
ta cũng không có làm qua sự tình gì có lỗi với ngươi. Không phải sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, như trước không có nói gì. Dương Diệp nói, được rồi, không nói cái này, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi chỉ điểm, ít nhất có thể để ta bớt đi 10 năm quanh co. Cũng cảm tạ ngươi thụ giáo, để cho ta nắm giữ giới hạn pháp tắc. Cái này tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau nếu ngươi có sự tình gì cần trợ giúp, chỉ cần không vi phạm bản tâm, ta nhất định sẽ không chối từ. Chỉ là vì đi ra ngoài mà thôi. Nữ tử lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, Dương Diệp rốt cục khôi phục chút khí lực. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử, do dự một chút, hắn đi đến trước mặt nữ tử ngồi xổm xuống, sau đó xốc lên trường bào che chân ngọc, khi thấy hai chân của nữ tử, sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Bởi vì hai chân hắn dùng vải băng bó lúc này đã đỏ như máu. Dương Diệp vạch vải, hắn phát hiện kiếm động ở hai gót chân y nguyên tồn tại, hơn nữa hai kiếm động so với nguyên lai càng lớn hơn một ít. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch, vì sao trong khoảng thời gian này, nữ tử đều không cách nào tự do hành động. Nguyên lai tổn thương căn bản còn không có tốt, không chỉ không tốt, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tại sao lại như vậy? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nữ tử hỏi. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Vì thanh kiếm kia. Nữ tử gật đầu. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nếu như ở bên ngoài, ta có biện pháp chữa trị thương thế của ngươi, nhưng ở chỗ này. Không sao cả. Nữ tử lạnh nhạt nói. Ngoại trừ hành động hơi bất tiện, cái khác không đáng ngại. Ngươi trước tu dưỡng thoáng một phát, chờ ngươi triệt để khôi phục, chúng ta đi tìm kiếm dã nhân, nhìn xem có biện pháp nào ly khai thế giới này hay không. Dương Diệp kéo xuống gia thú trên người mình, lần nữa băng bó hai chân cùng hai tay của nàng, sau đó nằm ở bên cạnh, để cho thân thể của mình chậm rãi khôi phục. Có một vấn đề muốn thỉnh giáo thoáng một phát. Dương Diệp nói. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp cũng không quan tâm, tiếp tục nói. Trước kia ta thi triển giới hạn, tuy một kích kia rất khủng bố, nhưng một kích oanh xong, bản thân ta lại kiệt lực, hơn nữa ta cảm giác đối với thân thể mình cũng tạo thành tổn thương nhất định, có biện pháp nào đền bù thiếu hụt này không? Hai cái biện pháp. Nữ tử nói. Một là làm cho thân thể ngươi càng mạnh hơn nữa, có thể thích ứng 30 lần giới hạn bộc phát, hai là ngày sau lúc thi triển giới hạn, không nên dùng hết toàn lực, chỉ dùng 1/3 lực lượng bản thân, hoặc 1/2 là được. Đương nhiên, kể từ đó, lực lượng của ngươi sẽ yếu hơn rất nhiều, bất quá lại có thể làm cho thân thể ngươi không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Trước ngươi không phải nói nhất định phải hết toàn lực sao? Dương Diệp khó hiểu nói. Đó là bởi vì người còn chưa triệt để minh bạch cái gọi là giới hạn, cũng không có nắm giữ loại kỹ xảo này. Nữ tử nói, mà hôm nay người đã minh bạch như thế nào là giới hạn, hơn nữa còn nắm giữ, tự nhiên có thể tùy cơ ứng biên. Đã minh bạch, Dương Diệp gật đầu, sau đó lại hỏi. Hiện tại thân thể ta đã viễn siêu cùng giai, thậm chí một ít yêu thú thánh cấp cũng không mạnh bằng, thân thể ta còn có không gian phát triển sao? Ngu xuẩn. Nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Thân thể chính là căn bản con người, không gian phát triển của nó là vô hạn. Lực lượng thân thể của ngươi bây giờ, so với người bình thường xác thực không tệ, nhưng so với những thiên chi kiêu tử chính thức kia, còn kém không biết bao nhiêu lần. Mà những người kia, có người cảnh giới còn không mạnh bằng ngươi. Ngươi là người trung thổ thần châu. Dương Diệp cau mày nói. Nữ tử quay đầu, lại không nói gì. Dương Diệp đã quen, cũng không thèm để ý, lại nói. Nhục thể của ta cảm giác đã đạt tới một gông cùng xiềng xích, muốn tăng lên, chỉ có mượn nhờ ngoại vật. Ngươi có phương pháp gì để thăng thân thể không? Ngươi thật sự muốn biết. Nữ tử lạnh nhạt nói. Đương nhiên. Dương Diệp vội vàng đầu. Sau khi biết rõ thân thể khủng bố, hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn tăng lên. Dẫn tinh thần chi lực thối thể. Nữ tử nói. Tinh thần chi lực. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời nói. Cái đồ chơi kia có thể thối thể. Vì cái gì không thể? Nữ tử hỏi lại. Lúc trước ta xém bị cái này giết chết à? Dương Diệp run run. Nữ tử nói. Đó là bởi vì ngươi hấp thu quá nhiều, hơn nữa không có lợi dụng tốt chúng. Nếu như dùng tốt, tinh thần chi lực sẽ không ngừng rèn luyện nhục thể của ngươi. Đương nhiên,
một cái sơ sẩy, người sẽ bạo thể mà vong. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây, ta thử xem. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở phần bụng của Dương Diệp thoáng một phát, sau đó thu hồi ánh mắt, không lý Dương Diệp nữa. Dương Diệp cũng không nói gì, rơi vào trầm tư. Đi tới địa phương quỷ quái này đã gần 2 tháng, không biết Vân Hải Thư Viện thế nào rồi. Ngoại trừ Vân Hải Thư Viện, còn có An Nam Tĩnh đang chờ hắn đi giải cứu. Lâu Thiên Tiêu tuyên bố muốn khiêu chiến toàn bộ thiên tài của Thanh Châu cùng với lấy An Nam Tĩnh, thời gian còn thừa không đến 1 tháng. Đi ra ngoài, nhất định phải mau rời khỏi địa phương quỷ quái này. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại. 2 canh giờ sau, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, hắn vội vàng đứng dậy, không nói hai lời ôm lấy nữ tử chuẩn bị trốn, nhưng đáng tiếc đã muộn, ở trước mặt hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 300 dã nhân. Hơn 300 thánh giả. Khóe miệng Dương Diệp co lại, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Thánh giả cũng quá không đáng giá a. Trầm ngâm một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn rơi vào trên người thanh niên hoa bào cầm đầu, thằng này không giống như dã nhân a hát. Thanh niên hoa bào cũng đang đánh giá Dương Diệp cùng nữ tử, trong mắt hắn hưng phấn, còn có kích động. Dương Diệp quét nhìn hơn 200 thánh giả, sau đó cúi đầu nhìn về phía nữ tử trong ngực nói. Này, người có sợ không? Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, ánh mắt kia phảng phất như nói, ngươi là ngu ngốc sao? Dương Diệp tìm cái mất mặt, hắn cõng nữ tử lên lưng, sau đó dùng một sợi dây thừng cố định nàng ở trên lưng hắn, mà lúc này nữ tử cũng phối hợp. Hai tay vòng qua cổ của hắn. Này, nếu như ta chết trận, có thể giúp ta một việc hay không? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Một người sâu lâu 300 tên thánh giả, cho dù giới hạn bộc phát cũng không được, huống chi lúc này hắn đã không cách nào thi triển giới hạn pháp tắc. Hiện tại hắn còn ở vào trạng thái thoát lực. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp lại nói. Nếu như ta tử chiến, mà ngươi lại có cơ hội đi ra ngoài, giúp ta một việc. Đi Vân Tiêu Thánh Điện diệt nó, ân, còn có Trung Thổ Thần Châu U Minh Điện cùng với Bạch Lộc Thư Viện, tốt nhất cũng bưng giúp ta. Vì cái gì? Nữ tử đột nhiên hỏi. Ta xem bọn hắn khó chịu. Dương Diệp nói xong, đi tới bên cạnh nhặt lên một nhánh cây, lại nói. Lý do này được không? Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta nhớ kỹ. Dương Diệp cười ha ha, cầm nhánh cây đi về phía đám dã nhân kia. Thời điểm đi đến trước mặt chúng dã nhân 10 trượng, hắn dừng bước lại, nhánh cây trong tay trực chỉ chúng dã nhân. Các ngươi là muốn sâu lâu hay quần ẩu? Thanh âm bình tĩnh của Dương Diệp vang lên. Chúng dã nhân sững sờ, kể cả thanh niên hoa bào, hiển nhiên đều không nghĩ tới Dương Diệp dám một người đối mặt với bọn họ. Nhưng sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên quay người, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt. Mọi người lại hóa đá. Ngươi sẽ tuyệt vọng, một, chờ chúng dã nhân phục hồi tinh thần lại, Dương Diệp đã không thấy bóng dáng rồi. Vô số dã nhân vội vàng gào thét lên, trong thanh âm tràn đầy phẫn. Nộ, thanh niên hoa bào kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói. Không nghĩ tới trên đời này lại vẫn có người vô sỉ hơn ta. Truy, trên người hắn có thương tích, không chạy thoát được đâu. Nói xong, thanh niên hoa bào cùng dã nhân khác vội vàng đuổi theo Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp tăng tốc độ lên tới cực hạn của mình, ở dưới tình huống không có huyền khí ân cần săn sóc, loại tốc độ này đối với thân thể hắn sẽ tạo thành tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Bất quá lại có thể ở trong thời gian ngắn đề cao tốc độ. Bộ dạng của người vừa rồi, lại để cho ta đối với người có chút lau mắt mà nhìn, sự thật chứng minh, ta sai rồi. Nữ tử bỗng nhiên nói, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng. Dương Diệp không nói gì. Mà tiếp tục điên cuồng tăng tốc độ của mình. Hát nếu như trốn có thể sống, hành vi của ngươi không gì đáng trách, dù sao thực lực đối phương viễn siêu ngươi. Nhưng giờ phút này, ngươi lợi dụng tổn hại thân thể để trốn, loại hành vi này lại quá ngu xuẩn, bởi vì ngươi cuối cùng sẽ bị đuổi kịp. Mà khi đó, dưới tình huống ngươi tiêu hao lực lượng của thân xê thể, đối mặt những người kia, sẽ không có sức hoàn thủ. Nữ tử lại nói. Dương Diệp không nói gì. Như trước tăng lên tốc độ. Chết, cũng không đáng sợ, sợ chính là nhu nhược, một người nếu có tâm nhu nhược, cuối cùng sẽ là phàm nhân. Nữ tử tiếp tục nói. Giờ khắc này,
hai người phảng phất như đổi chỗ. Nữ tử vốn ưa thích trầm mặc đột nhiên bắt đầu nói chuyện, mà Dương Diệp ưa thích nói chuyện lại một mực bảo trì trầm mặc. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Dương Diệp ngừng lại. Như thế nào, không trốn nữa. Trong thanh âm nữ tử mang theo mỉa mai. Dương Diệp quét nhìn bốn phía, cuối cùng đi tới trước một cây cổ thụ, hắn nhặt lên một nhánh cây không ngừng vung, hồi lâu sau, cổ thụ bị cắt ra một cánh cửa, lại vun tay, ruột cổ thụ bị Dương Diệp lấy hết, Dương Diệp đánh ra một chưởng, gỗ vụn trên mặt đất hóa thành hư vô. Làm xong hết thảy, Dương Diệp buông nữ tử, bỏ nàng vào trong cổ thụ. Ngươi có ý tứ gì? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cúi người tới gần nữ tử nói. Đi theo ta, ngươi tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi bây giờ, thật sự quá yếu. Hảo hảo ở đây, đợi tí nữa ta sẽ đi tìm những người kia dốc sức liều mạng, nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể tiêu diệt những người kia, nếu như vận khí không tốt dĩ nhiên là ta bị giết chết. Về phần ngươi, ngươi có thể còn sống hay không, vậy phải xem tạo hóa của chính ngươi nữa. Mà ta có thể làm, chỉ có những thứ này. Mục đích ngươi trốn là vì muốn che giấu ta, sau đó một mình đi đối mặt. Nữ tử không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp, hỏi. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, Dương Diệp bỗng nhiên thò tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, cười nói. Đừng quá cảm động, ta làm như vậy, chủ yếu là sợ ngươi liên lụy ta. Nói xong, Dương Diệp không nói nhảm nữa, đóng cửa lại, sau đó sửa một phen, rất nhanh cổ thụ khôi phục thành bộ dáng nguyên lai, chỉ có hai cái lỗ nhỏ để thông khí. Xuyên thấu qua hai lỗ nhỏ, Dương Diệp chứng kiến hai mắt nữ tử đang nhìn hắn. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó xoay người biến mất ở trong tầm mắt nữ tử. Trong hốc cây, vang lên thanh âm như có như không của nữ tử. Dương Diệp đường cũ phản hồi, như hắn nói, lần này hắn là đi tìm những dã nhân kia dốc sức liều mạng. Trốn, hắn cũng muốn tiếp tục trốn, nhưng như nữ tử nói, bọn hắn có thể trốn được nhất thời, cũng trốn không thoát cả đời. Bởi vì bọn hắn đã mất đi tiên cơ trốn, tăng thêm bản thân hắn có thương tích, ở dưới loại tình huống đó, tiếp tục trốn, ngoại trừ lãng phí lực lượng thân thể ra, thì không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ chốc lát, đám dã nhân kia xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, một gã dã nhân gầm lên giận dữ, sau đó xông lên, trường mâu trong tay đâm thẳng đầu Dương Diệp. Nhìn thấy trường mâu đâm tới, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, oanh ra một quyền. Trường mâu cùng cánh tay tên dã nhân kia lập tức đứt gãy, lực lượng cường đại chấn bay dã nhân ra mấy ngàn trượng, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện lên mặt đất. Mọi người xem xét, phát hiện toàn thân dã nhân này đã vỡ ra. Tất cả dã nhân hoảng hốt. Chỉ có thanh niên hoa bào kia ánh mắt lộ ra hưng phấn. Sâu lâu hay quần ẩu? Dương Diệp nhìn thanh niên hoa bào nói. Lần này không phải nói giỡn, là rất nghiêm túc. Thanh niên hoa bào đánh giá Dương Diệp. Có ý tứ, vậy mà khống chế lực lượng thân thể đến loại trình độ này. Ở trong những người ta quen biết, có thể làm được như ngươi, không cao hơn 5 cái. Nguyên lai ngươi biết nói tiếng người. Dương Diệp kinh ngạc nhìn thanh niên hoa bào. Hắn cho rằng gia hỏa trước mắt cũng là dã nhân, chẳng qua là một dã nhân cao cấp, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương biết nói tiếng người. Thanh niên hoa bào mặt mũi tràn đầy hắc tuyến nói. Ngươi xem ta chỗ nào không giống người. Ngươi từ linh giới đến. Dương Diệp có chút kích động nói, ở địa phương quỷ quái này có thể gặp được một người bình thường, quả thực là một sự tình làm cho người kích động. Thanh niên hoa bào nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Trên mặt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn nói. Ngươi là làm sao đến địa phương quỷ quái này? Nghe Dương Diệp nói, sắc mặt thanh niên hoa bào có chút khó coi, hồi lâu sau hắn âm trầm nói. Bị người lừa. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi thì sao? Dương Diệp cười khổ nói. Không cẩn thận tự mình chạy vào. Ngươi nói như vậy, tâm lý ta cân đối hơn nhiều. Thanh niên hoa bào nói. Nhận thức thoáng một phát, ta gọi Xuất Văn Dương, đến từ Trung Thổ Thần Châu. Dương Diệp, Thanh Châu. Dương Diệp nói. Thanh Châu. Thanh niên hoa bào như xem quái vật nhìn Dương Diệp nói. Ngươi không phải người Trung Thổ Thần Châu. Rất kỳ lạ sao? Dương Diệp nói. Chậc chậc. Xuất Văn Dương đánh giá Dương Diệp nói. Ngươi bất quá là bán thánh trung cấp, nhưng trình độ điều khiển lực lượng đã vượt qua thánh giả, hơn nữa nhìn thân thể của ngươi cũng viễn siêu thánh giả bình thường.
Vốn ta còn tưởng rằng ngươi là người Thể Tông, nhưng không nghĩ tới ngươi tới từ Thanh Châu. Được rồi, bất kể là ở đâu, dù sao hiện tại ta rốt cục có bạn là được rồi, ha ha. Khóe miệng Dương Diệp co lại, hắn đánh giá những dã nhân sau lưng thanh niên hoa bào, sau đó nói. Ta nói, đều là từ linh giới đến, ngươi làm gì gọi bọn họ tới giết ta? Làm hại ta trong một tháng chạy không biết bao nhiêu sơn mạch. Ngươi còn có mặt mũi nói cái này. Đột nhiên sắc mặt Xuất Văn Dương tái nhợt nói. Ngươi xác định bọn họ là đi giết ngươi, mà không phải tới tìm ngươi. Tìm ta. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Nói nhảm. Xuất Văn Dương cả giận nói. Tại biết ngươi đi tới thế giới nơi này, liền bắt đầu phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng ngươi ngược lại tốt, gặp được người ta phái đến tìm kiếm, không nói hai lời làm thịt, ngươi không thể cho bọn hắn một cơ hội biểu đạt sao. Dương Diệp. Cùng thanh niên hoa bào trao đổi, Dương Diệp biết được, nguyên lai ngoại trừ đám dã nhân đầu tiên, dã nhân còn lại đến là vì tìm bọn hắn, căn bản không phải tới giết hắn, là chính bản thân hắn lầm. Biết rõ điểm ấy, khóe miệng Dương Diệp nhìn không được co giật. Quá oan uổng rồi. Đoạn thời gian kia hắn là chờ đợi lo lắng, phải biết rằng, lúc ấy hắn cho rằng có ít nhất trên trăm thánh giả đuổi giết hắn a. Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, lại hỏi. Vì cái gì ở đây thánh giả nhiều như vậy? Hơn nữa ở đây tựa hồ không có linh khí, không có linh khí, bọn họ làm sao tu luyện tới thánh giả? Đầu tiên, bọn hắn không thể tính toán thánh giả chính thức. So với thánh giả chính thức, bọn hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tiếp theo, mặc dù ở đây không có linh khí, nhưng lại có đồ vật làm cho thân thể bọn hắn đạt tới thánh giả. Tóm lại, cái địa phương quỷ quái này cực kỳ phức tạp, cũng vô cùng nguy hiểm. Xuất Văn Dương nói, người biết làm sao đi ra ngoài không? Dương Diệp hỏi một vấn đề quan trọng nhất. Hắn quyết định không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, phải biết An Nam Tĩnh cùng đám người Ngọc Vô Song còn đang đợi hắn. Đặc biệt là lúc này tình cảnh của hai người không phải đặc biệt an toàn. Ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói, Xuất Văn Dương nhẹ gật đầu, thấy thế, Dương Diệp đại hỉ, Xuất Văn Dương lại nói. Tuy ta biết làm sao ly khai địa phương quỷ quái này, nhưng ta phải tàn nhẫn nói cho ngươi biết, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Bởi vì nếu như biện pháp kia có thể thực hiện, ta đã sớm ly khai cái địa phương quỷ quái này rồi. Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt nói. Có biện pháp luôn tốt hơn không có biện pháp nha. Xuất Văn Dương lắc đầu nói. Đợi tí nữa chờ ngươi kiến thức đến biện pháp kia, ngươi sẽ tuyệt vọng. Sau đó theo ta ở địa phương quỷ quái này sống qua ngày. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, cái âm thanh giống to này, làm cho mọi người thất khiếu chảy máu, trong đó cũng kể cả Dương Diệp. Mấy trăm dã nhân nằm sấp trên mặt đất, lạnh run, trong miệng không ngừng kêu thảm. Giống như cầu xin tha thứ. Xuất Văn Dương cũng cực kỳ ngưng trọng, trong mắt mang theo kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Sắc mặt Dương Diệp cũng ngưng trọng lên, đó là cái gì? Vậy mà dựa vào một tiếng giống chấn thương hắn, hơn nữa để cho hắn có cảm giác quỳ xuống đất thần phục. Vực ngoại hung thú, một. Sau một hồi, trong trang mới khôi phục lại bình tĩnh, nhưng những dã nhân kia như trước nằm sấp trên mặt đất, giống như không dám đứng lên. Cái kia là vật gì? Thần sắc của Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng. Hắn bái kiến Long Ngâm, hơn nữa còn là Long Ngâm cường đại, nhưng so với thanh âm gầm lên kia, tựu như là đồ chơi cho con nít. Xuất Văn Dương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vực ngoại hung thú. Vực ngoại hung thú. Dương Diệp nhướng mày nói. Nói cách khác quái vật kia không phải yêu thú bản thổ linh giới chúng ta. Xuất Văn Dương nhẹ gật đầu nói. Không nói cái này, đi thôi, cùng ta về thạch đầu thành, ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương Diệp quét nhìn mọi người, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ta đi tiếp bằng hữu của ta. Xuất Văn Dương chỉ xa xa nói. Đợi tí nữa ngươi một mực theo phương hướng này đi có thể đến thạch đầu thành. Đúng rồi, đừng ở bên ngoài mò mẫm. Cái chỗ này, ngoại trừ dã nhân, còn có một ít sinh vật quái dị khác, tóm lại, ở đây rất tà môn. Nói xong, Xuất Văn Dương mang theo chúng dã nhân quay người rời đi. Dương Diệp không ngừng lại, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hắn đi tới chỗ cổ thụ trước kia giấu nữ tử, nhưng khi hắn tới, sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì cổ thụ đã nổ ra, nữ tử thì biến mất không thấy gì nữa. Là ai? Hai đấm của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, không thể nào là dã nhân,
bởi vì lúc trước dã nhân đều cùng với hắn, đối phương căn bản không có thời gian tới bắt nữ tử. Nữ tử tự mình rời khỏi, càng không có khả năng, lúc này nữ tử căn bản không có thực lực, bằng không thì không cần ngay cả đi đường cũng phải dựa vào hắn. Không phải dã nhân, không phải nữ tử tự mình ly khai, nói cách khác, còn có người khác tới đây. Nghĩ vậy, ánh mắt Dương Diệp dần dần lạnh như băng, hắn quét nhìn bốn phía, đột nhiên, ở trên mặt đất cách đó không xa, có một tia máu. Cái này Dương Diệp nhận thức, là hắn dùng vải băng bó miệng vết thương cho nữ tử. Không có dừng lại, thân hình Dương Diệp khẽ động, bắn mạnh về phía xa xa. Đối với nữ tử, hắn không có bao nhiêu cảm tình, chuẩn xác mà nói, bởi vì nữ tử chỉ điểm hắn, hắn đối với nàng có một tia kính ý. Nếu như không phải đối phương chỉ điểm, hắn ở trên võ đạo cùng kiếm đạo khả năng không biết còn phải đi bao nhiêu đường quanh co. Hơn nữa, cho dù ý thức được vấn đề, nếu như không có phương pháp chính xác, hắn cũng phải đi không biết bao lâu. Một người lục lọi, loại tư vị này hắn cực kỳ minh bạch. Có thể nói, hai tháng này nữ tử chỉ điểm, để cho hắn ít nhất giảm 10 năm quanh co. Mặc kệ mục đích thực sự của đối phương là gì, nhưng sự thật chính là hắn thiếu nhân tình. Đặc biệt là giới hạn pháp tắc, loại pháp tắc cường đại nghịch thiên này, đối phương cũng không chút do dự truyền thụ, cái này để cho hắn rất cảm kích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia hắn lưu lại nữ tử một mình, một người đi đối mặt dã nhân. Một phút đồng hồ sau, một đám bóng đen xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Nhìn thấy đám người kia, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì đám người kia có chút quỷ dị. Đám người kia có khoảng 20 người, hai chân không chạm đất, cả người trôi nổi, hơn nữa thân ảnh bọn hắn như có như không, tựu như linh hồn. Mà ở chính giữa đám người này, Dương Diệp nhìn thấy nữ tử kia. Nữ tử cũng không có trở ngại, lúc này thân thể nàng hiện lên hình dáng trôi nổi, theo bọn bóng đen này nổi lơ lửng đi lên phía trước. Về phần cảnh giới của đám người kia, hắn không quan tâm. Do dự một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp khẽ động, bắn mạnh về phía đám người kia. Không được qua đây. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên quát. Ở trong thanh âm của nàng, Dương Diệp hiếm thấy nghe được một tia ngưng trọng. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh. Bất quá lúc này đã lao tới, nào có đạo lý lui về. Ở trên không trung, hắn ra tốc, lập tức đi vào trước mặt đám bóng đen kia, mà lúc này, đám bóng đen kia đột nhiên dừng lại, quay người nhìn hắn. Giờ khắc này, Dương Diệp nhìn thấy chân diện mục của chúng, phải nói, những hắc ảnh này không có mặt mũi. Những này đến tột cùng là quái vật gì? Trong đầu Dương Diệp vừa toát ra ý nghĩ này, đột nhiên, một bóng đen đột nhiên thò tay cách không vỗ về phía hắn. Sau đó không gian trước mặt Dương Diệp nổi lên gợn sóng kia tốc độ cực nhanh, Dương Diệp còn không kịp trốn tránh đã bị hắn oanh trúng. Cả người Dương Diệp trực tiếp bay ngược, bay ra gần mấy trăm trường mới dừng lại. Một kích đánh bay Dương Diệp, đám bóng đen kia không có quản Dương Diệp, tiếp tục mang theo nữ tử đi về phía trước. Xa xa, Dương Diệp kinh hãi nhìn trước ngực, ở trước ngực hắn, là một vết máu rộng mấy cm, vết máu vạch ngang trước ngực hắn. Sâu đến có thể rõ ràng nhìn thấy lục phủ ngũ tạng. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra, trong khoảnh khắc liền để cho hắn trở thành một huyết nhân. Trong mắt Dương Diệp có vẻ kinh hãi. Một kích kia của đối phương, căn bản không nhìn nhục thể của hắn phòng ngự. Giống như kiếm hồn công kích của Lục Uyển Nhi, chỉ là đối phương quỷ dị hơn, cũng kinh khủng hơn. Ngươi đừng tới. Đúng lúc này, thanh âm nữ tử lần nữa vang lên. Những cái này không phải là linh hồn thể đơn thuần, mà thuộc về một loại tồn tại kỳ dị, so với linh hồn thể càng thêm quỷ dị. Nhục thể của ngươi, căn bản không cách nào ngăn cản bọn nó công kích. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo gợn sóng mắt thường có thể thấy được lập tức xuyên qua phần bụng nữ tử, máu tươi tràn ra, nhuộm hồng toàn bộ phần bụng của nàng. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại. Nữ tử nói lập tức bị hắn ném đến sau đầu. Một cổ cơ trí thế trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong chốc lát, phía chân trời có năng lượng màu xanh ra trời lập tức chui vào trong cơ thể hắn. Tinh thần hộ thể thuật. Dương Diệp quyết đoán thi triển ra tinh thần hộ thể thuật. Ở trên người nhiều ra một màng bảo hộ, thân hình Dương Diệp khẽ động, bắn mạnh về phía đám bóng đen kia. Lúc này, đám bóng đen kia quay lại. Sau đó hơn 10 đạo gợn sóng mắt thường có thể thấy xuyên thấu không gian, lập tức oanh lên người hắn. Bất quá lúc này hắn không có như trước bay ra ngoài, cũng
cũng không như dĩ vãng bị tổn thương. Trên màng bảo hộ nhiều hơn 10 dấu vết. Dương Diệp không có quản những cái này, thừa dịp những gợn sóng kiêu anh ở trên người, hắn vọt tới bên cạnh nữ tử, sau đó ôm lấy nữ tử quay người bỏ chạy. Bành 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 bành. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên bị 20 đạo gợn sóng oanh trúng, màn sáng trên người hắn lập tức vỡ ra, lực lượng cường đại trực tiếp đánh lưng hắn rách tả tơi. Đúng lúc này, lại một đạo gợn sóng oanh lên người hắn, tinh thần hộ thể giáp lập tức nổ tung, sóng xung kích cường đại trực tiếp chấn Dương Diệp ra mấy ngàn trượng. Một ngụm máu từ trong miệng Dương Diệp phun ra, nhưng hắn không dám dừng lại, ôm nữ tử trong ngực, thân hình khẽ động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, bắn mạnh về phía xa xa. Cũng may đám bóng đen kia thực lực cường đại, nhưng tốc độ lại không mạnh như vậy, Dương Diệp bỏ ra nửa canh giờ, rốt cục vứt bỏ đám bóng đen kia. Trong rừng rậm, Dương Diệp để nữ tử trên mặt đất, sau đó cả người ngã xuống. Không phải té xỉu, bất quá cũng không sai biệt lắm. Đau nhức sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn. Tinh thần chi lực cắn trả, là cực kỳ thống khổ. Lúc trước luyện thể đau nhức, so với hiện tại, là đồ chơi cho con nít. Cái cắn trả này đau nhức, cho dù dùng ý chí của hắn cũng sắp nhìn không được. Kỳ thật cũng là hắn, nếu như người bình thường, chỉ sợ sẽ bị đau nhức kịch liệt hành hạ chết. Ta thề, sẽ không ở địa phương quỷ quái này thi triển tinh thần hộ thể thuật nữa. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo, thân thể của hắn càng vì đau nhức kịch liệt mà lạnh run. Tuy nó cho ngươi cảm nhận được thống khổ khó thừa nhận, nhưng ngươi có thể cảm giác được, giờ phút này, nhục thể của ngươi bởi vì những tinh thần chi lực kia cắn trả mà dần dần lột xác. Không nên trốn tránh, thích ứng chúng, triệt để thích ứng chúng. Bất quá nữ tử lại không có chút sợ hãi, nàng nhìn hai mắt Dương Diệp, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Thời gian dần qua, Dương Diệp cúi người xuống, sau đó hôn lên môi nữ tử, cùng lúc đó, hai tay của hắn tiến vào áo bào, nhào nặn lấy đôi nhũ hoa săn chắc co giãn. Ra ngoài ý định chính là nữ tử không có phản kháng, nàng tùy ý Dương Diệp xâm phạm thân thể của nàng, chỉ là thời điểm nàng nhìn Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia thương cảm. Mà lúc này, hạ thân của Dương Diệp đã đặt vào đúng vị trí. Nữ tử mạnh như thần. Một, ngươi không cảm giác mình thật đáng buồn sao? Lúc này, thanh âm của nữ tử bỗng nhiên vang lên bên tai Dương Diệp. Làm một người, nhưng lại để cho nửa người dưới của mình không trên nửa người trên, ngươi không thấy bị ai sao? Tuy thanh âm của nữ tử rất nhẹ, bình tĩnh, nhưng phảng phất như có lực xuyên thấu, thẳng đến bản tâm của Dương Diệp, làm cho sát lục chi tâm của Dương Diệp bỗng nhiên dừng lại. Động tác của Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn về phía nữ tử, trong mắt như trước tràn đầy dục hỏa, nhưng lại ẩn chứa một tia thanh minh như có như không. Nữ tử cũng nhìn Dương Diệp. Hai người đối mặt hồi lâu, cuối cùng hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, hắn ly khai thân thể nữ tử, sau đó lảo đảo lăn đến một bên, cố gắng để cho mình ngồi dưới đất. Giờ phút này, khuôn mặt của hắn vặn vẹo, thân thể run rẩy như sốt cao. Vừa rồi hắn xém chút xâm phạm nữ tử kia, bất quá nữ tử nói, làm cho hắn vẫn còn chống cự được thú tính nguyên thủy của mình. Một nam nhân, bị nửa người dưới khống chế nửa người trên, là đáng xấu hổ, là nhu nhược. Trước kia, xuất hiện loại chuyện này, hắn đều dùng kiếm ý cùng huyền khí áp chế, mà bây giờ, đã không có kiếm ý cùng huyền khí, hắn mới phát hiện, lực ý chí của mình nguyên lai cũng không có mạnh như hắn tưởng tượng. Không, ý chí của hắn vốn còn rất yếu, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Giờ phút này, tuy thật sự khó có thể chịu được tinh thần chi lực cắn trả, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, như nữ tử nói, hắn không muốn mình thừa nhận thống khổ là uổng phí. Càng không muốn để cho mình thành làm một nam nhân bị nửa người dưới khống chế. Thời gian từng phút trôi qua, một lúc lâu sau, mặt Dương Diệp đã dần dần khôi phục bình thường, tuy thân thể của hắn vẫn còn run nhẹ nhẹ, nhưng so với trước lại tốt hơn nhiều lắm. Nhìn thấy Dương Diệp dần dần khôi phục bình thường, bàn tay như ngọc trắng của nữ tử chậm rãi nới lỏng, một ngụm máu từ trong miệng nàng phun ra, sau đó chậm rãi té xuống. Sắc mặt hắn thảm trắng như tờ giấy, phảng phất như đã bị trọng kích. Cùng lúc đó, một tia năng lượng màu đen từ trong tay nàng tản ra. Năng lượng màu đen rơi xuống, những nơi đi qua, không gian như một trang giấy vỡ ra, sau khi những năng lượng màu đen kia chui vào lòng đất mấy tức, dùng Dương Diệp cùng nữ tử làm trung tâm, hết thảy trong phạm vi mấy vạn dặm, kể cả mặt đất chỗ hai người cũng trong chốc lát hóa thành hư vô.
vô thanh vô tức. Một vực sâu dài vài vạn dặm, sâu mấy ngàn trượng xuất hiện. Cùng lúc đó, thời điểm hết thảy chung quanh hai người biến mất, toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành hư ảo. Giờ khắc này, vô số sinh vật nhìn về phía bên này, trong mắt đều là hoảng sợ. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn oanh ra một quyền. Két sát. Không gian trước mặt hắn lập tức rạn nứt ra. Nàng không có lừa gạt ta. Trong mắt Dương Diệp có vẻ hưng phấn. Lúc này lực lượng thân thể của ta so với trước kia mạnh hơn không ít, nếu như nhiều thêm mấy lần, lực lượng thân thể của ta tất nhiên sẽ lên một bậc thang. Chỉ là cái tinh thần thối thể này. Nghĩ đến thống khổ lúc trước, thân thể Dương Diệp nhịn không được lạnh run. Loại thống khổ này thật sự không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Giống như cảm thấy cái gì, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, khi phát hiện mình ở trong một vực sâu nhìn không tới đầu, Dương Diệp lập tức phát mộng. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ tử, khi thấy nữ tử co quắp té trên mặt đất, hắn biến sắc, vội vàng đi tới bên cạnh vịn nàng lên. Khi nhìn thấy tình huống của nữ tử, sắc mặt Dương Diệp đại biến, bởi vì lúc này khí tức của nàng như có như không, phảng phất như tùy thời muốn tắt thở. Hơn nữa ở dưới làn da trên mặt nữ tử, có một tia khí tức màu đen nhúc nhích. Đây là cái gì? Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh. Hắn xốc trường bào nữ tử lên, khi thấy một màn trước mắt, hắn càng kinh hãi. Ở dưới làn da nàng, tràn đầy đường cong màu đen kia, những đường cong màu đen này không ngừng nhúc nhích, giống như muốn xông phá làn da của nữ tử. Những cái này là đồ chơi gì? Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, hắn sờ soạng lên mặt nữ tử, thời điểm tay hắn muốn va chạm mặt nàng, nữ tử đột nhiên mở mắt. Muốn chết hả? Nữ tử nhìn hắn, bình tĩnh nói. Nghe nữ tử nói, tay Dương Diệp lập tức ngừng tại nguyên chỗ, nhìn thoáng qua đường cong màu đen kia, yết hầu Dương Diệp lăn tăn nói. Cái này, đây là có chuyện gì? Nữ tử không có trả lời Dương Diệp, hai mắt nàng chậm rãi nhắm lại, sau một hồi, chút ít đường cong màu đen ở trên người nàng dần dần biến mất, ước chừng qua nửa khắc, chút ít đường cong trên người nàng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, nhưng nữ tử thoạt nhìn lại càng thêm hư nhược. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, hỏi. Ngươi không sao chớ? Nữ tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Tin tưởng ta, sự tình vừa rồi, ta không muốn lại có lần sau, nếu có lần sau, dù cái tháp kia đi ra cũng không giữ được ngươi. Dương Diệp trầm mặc, hắn tự nhiên biết rõ nữ tử nói là chuyện gì. Tăng thêm lấy trước, hắn đã xâm phạm nữ tử hai lần, tuy không có chính thức hoàn thành, nhưng không xê xích gì nhiều. Bởi vì xem, động đã động, hôn cũng đã hôn. Thậm chí đã kê vào đúng chỗ. Tuy đó là dưới tình huống hắn ý thức mơ hồ, nhưng sự thật chính là hắn làm. Nghĩ vậy, Dương Diệp đắng chát cười nói. Việc này là lỗi của ta cam đoan sẽ không có lần sau. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, lại nói. Thấy được nguy hiểm, ta không ra tay, là vì ta không thể ra tay. Nếu như ta ra tay, tại đây hết thảy, kể cả ngươi và ta, không ai có thể sống. Minh bạch chưa? Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp giật mình, nếu như nữ nhân này không nói dối, như vậy thực lực của nàng đến tột cùng cường đến loại trình độ nào? Hắn không biết thực lực của nữ tử cường đại đến loại trình độ nào, nhưng hắn biết rõ chung quanh hết thảy hắn là tuyệt đối làm không ra, liên tục thi triển 10 lần giới hạn pháp tắc trở lên có lẽ có thể. Lúc này, hắn đột nhiên minh bạch vì sao Thanh Châu đệ nhất cường giả Tu La Vương phải đối đãi nữ nhân trước mắt này như vậy. Nữ nhân này không phải yếu. Mà quá mạnh mẽ, cường đến ngay cả Tu La Vương cũng kiêng kỵ. Ngươi sợ? Nữ nhân bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn nữ nhân, nghĩ nghĩ, sau đó nói. Xác thực là có, bất quá, nếu như chúng ta có thể đi ra ngoài, chắc có lẽ ngươi sẽ không đối phó ta, đúng không? Dù sao bất kể như thế nào, bây giờ chúng ta coi như là bằng hữu, ngươi thấy sao? Nếu như có thể cùng nữ nhân này trở thành bằng hữu. Thuận tiện lừa nàng đến Vân Hải Thành, vậy tương đương với nhiều hơn một núi dựa lớn a hát. Dựa vào nữ nhân, ăn cơm bao. Dương Diệp cũng không có tư tưởng chủ nghĩa nam tử, hiện tại hắn thiếu đúng là cường giả giúp đỡ. Ta sẽ không cùng nhân loại làm bằng hữu. Nữ nhân lạnh nhạt nói. Dương Diệp. Trong huyết dịch của ngươi phải chăng có long huyết? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Dương Diệp đầu, có chút kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Ngoại trừ long huyết, còn có một loại năng lượng kỳ dị, đúng không?
Nữ tử lại hỏi. Dương Diệp biết rõ, đối phương nói chính là huyết mạch sau khi được Hồng Mông tử khí cải tạo. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử, sơ đâu đó gật đầu. Đưa bàn tay tới. Nữ tử nói. Dương Diệp không hiểu nữ tử muốn làm gì, bất quá hắn vẫn đưa tay tới. Tay hắn vừa ngả vào trước mặt nữ tử đột nhiên há mở cồm cắn lấy cổ tay hắn, một dòng máu tươi lập tức tràn vào trong miệng nữ tử. Ta sát! Dương Diệp kinh hãi, vô ý thức muốn rút tay về, nhưng nữ nhân lại gắt gao cắn, hắn vậy mà không có rụt về được. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, phải biết rằng, lúc này thân thể hắn có thể so với yêu thú thánh cấp, mà hàm răng của nữ nhân trước mắt này lại có thể dễ dàng cắn vỡ da của hắn. Hắn đánh giá nữ nhân, giờ phút này, hắn đột nhiên có chút tò mò bản thể của nữ nhân này. Một lát sau, nữ tử buông lòng tay của hắn ra, Dương Diệp phát hiện, lúc này sắc mặt nữ nhân lại hồng nhuận lên. Máu của mình còn có thể trị thương. Dương Diệp nhìn dấu răng ở cổ tay của mình có nên uống một ngụm hay không? Nữ tử nhìn Dương Diệp, nàng đột nhiên lè lưỡi liếm máu tươi tràn ra khóe miệng, một màn này làm cho trái tim Dương Diệp nhìn không được gia tốc, cái này quá yêu mị rồi, đặc biệt là lúc này trường bào của nữ tử nửa che nửa đậy, xuân quang chợt tiết. Long huyết ít nhất là cấp bậc long tổ, một loại huyết dịch khác, rất mạnh, so với long tổ huyết còn tinh thuần hơn. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói, tuy thực lực của ngươi yếu giống như con sâu cái kiến, nhưng bí mật trên người cũng không ít, có nhiều thứ ngay cả ta cũng không từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến nói, có lẽ thực lực của ta kém ngươi, nhưng không có yếu như con sâu cái kiến a. Nữ tử không có nói tiếp, nàng quét nhìn bốn phía, trầm mặc một cái chớp mắt nói. Trước kia sau khi ngươi rời đi không lâu, ta nghe một tiếng yêu thú giống giận dữ. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng nói. Là vực ngoại hung thú. Nữ tử lần nữa quét nhìn bốn phía, một lát sau, nàng trầm giọng nói. Nếu như ta không đoán sai, thế giới này là dùng để trấn áp vực ngoại hung thú kia. Thế giới này trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, đã vô cùng suy yếu, trước kia bởi vì ta, chỉ sợ thế giới này đã chống không được bao lâu. Bởi vì ta đã cảm nhận được khí tức của vực ngoại hung thú. Ngươi nói đồ chơi kia muốn lao tới rồi hả? Dương Diệp nheo mắt, nói giỡn, hung thú kia gầm lên, là có thể để cho mấy trăm dã nhân tu vi thánh giả quỳ xuống đất, nếu đi ra, như vậy còn sống được sao? Dù sao hắn là tuyệt đối làm không được. Chúng ta phải ở trước khi nó ra ly khai. Trong thanh âm của nữ tử cũng mang theo một tia ngưng trọng. Tất cả mọi người trong thế giới này cộng lại, cũng không phải đối thủ của nó. Đi, chúng ta lập tức đi thạch đầu thành. Dương Diệp sửa sang lại quần áo cho nàng, sau đó ôm lấy nữ tử muốn đi. Nhưng lúc này, 20 bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy 20 bóng đen kia, da đầu Dương Diệp run lên, không chút nghĩ ngợi chuẩn bị trốn, bất quá bị nữ nhân ngăn cản. Vì cái gì phải trốn? Nữ nhân hỏi. Đánh không lại. Dương Diệp trung thực nói. Tinh thần hộ thể thuật cũng bị đối phương phá, không chạy là chờ chết, nếu như ở linh giới, có linh khí, hắn ngược lại có thể thử xem. Nhưng hiện tại, thật là làm không được. Ngươi có phải lĩnh ngộ ám pháp tắc hay không? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Có muốn thu mấy thủ hạ hay không? Nữ nhân bỗng nhiên nói. Ngươi không động thủ, ta tự mình tìm tới. Một. Thủ hạ. Dương Diệp sững sờ, sau đó nhìn về phía 20 bóng đen kia nói. Thu phục bọn hắn, được sao? Vì cái gì không thể? Nữ tử hỏi lại. Không có huyền khí, ta không cách nào thúc giục ám pháp tắc. Dương Diệp nói. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, có chút sắt nói. Năm đó tuyệt kỹ thành danh của ảnh nữ làm cho vô số cường giả trung thổ thần châu nghe tin đã sợ mất mật ở trong tay ngươi, thật là phung phí của trời. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, ngươi có thể không tổn hại người như vậy được không? Những người này đều do năng lượng ám vật chất tạo thành, nói cách khác, ngươi lĩnh ngộ ám pháp tắc, cho dù không cần huyền khí cũng có thể khống chế ám năng lượng, bởi vì bản thân ám năng lượng đã thuộc về một loại năng lượng. Loại năng lượng này, là một loại năng lượng khác trừ huyền khí và tinh thần chi lực, mà loại năng lượng này, ngươi lĩnh ngộ ám pháp tắc rất dễ dàng khống chế, minh bạch chưa? Nữ tử nói. Đúng vậy. Nghe nữ nhân nói, Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ, ám pháp tắc có thể điều khiển ám vật chất cùng với ám năng lượng,
Điều khiển ám vật chất, cần huyền khí thúc dục, nhưng điều khiển ám năng lượng lại không cần, bởi vì bản thân ám năng lượng là một loại năng lượng. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía 20 bóng đen kia, lúc này, 20 ảnh nhân đã đi tới trước mặt bọn họ, trong đó một ảnh nhân cầm đầu nâng tay phải lên, giống như muốn chuẩn bị công kích. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, tay phải cách không chảo một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, ảnh nhân kia lại trực tiếp bạo liệt ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cười càng tươi, bởi vì hắn phát hiện, hắn đều có thể đơn giản khống chế năng lượng trên người những hắc ảnh này. Nói đơn giản một chút, Dương Diệp hắn là khắc tinh của những người này. Lúc này, một ảnh nhân khác muốn ra tay, nhưng hắn còn chưa ra tay, thân thể đã nổ tung lên, chết không thể chết lại. Ha ha! Dương Diệp cười to một tiếng, lại nhắm ảnh nhân tiếp theo hư không chảo một cái. Ảnh nhân kia lập tức bạo liệt ra, chết không thể chết lại. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đã miểu sát 5 ảnh nhân rồi. Đám ảnh nhân kia muốn động, nhưng đều bị hắn gắt gao khống chế tại nguyên chỗ. Không muốn tay chân sao? Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị tiếp tục ra tay, nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp sững sờ, sau đó nói. Có thể, khống chế bọn hắn. Nữ tử nhìn thoáng qua những ảnh nhân kia nói. Ngươi không có cảm giác được sao? Những ảnh nhân này là sinh vật vô ý thức, nếu là sinh vật vô ý thức, ngươi tự nhiên có thể khống chế. Phải biết rằng, chúng là ám năng lượng tạo thành, mà ngươi, lại có thể khống chế ám năng lượng. Dưới tình huống bọn hắn không có ý thức, ngươi muốn khống chế chúng, là một chuyện dễ dàng. Ta thử xem. Dương Diệp nhìn về phía đám ảnh nhân kia, nhìn ước chừng nửa khắc đồng hồ, một ảnh nhân trong đó đột nhiên động. Cũng không thấy ảnh nhân kia có động tác như thế nào, một đạo gợn sóng lóe lên, vách núi xa xa bị phân thành hai. Thật sự có thể. Trong thanh âm của Dương Diệp mang theo hưng phấn. Khống chế 15 ảnh nhân trước mắt này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nhiều hơn 15 tên thủ hạ thánh giả, hơn nữa 15 thủ hạ này còn vô cùng quỷ dị, thực lực tuyệt đối viễn siêu thánh giả bình thường. Đi! Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Đi mau! Dương Diệp sững sờ, khi nhìn thấy vẻ mặt nữ tử ngưng trọng, hắn không dám ở trần chờ, lập tức ôm ngang eo nữ tử, sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía xa xa. Mà ở phía sau hai người, 15 ảnh nhân quỷ dị hóa thành từng bóng đen sáp nhập vào cái bóng sau lưng Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp cùng nữ tử ly khai ước chừng trăm tức, một hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện. Mất đi liên hệ, cái này, đây là ám pháp tắc. Thời điểm thanh âm rơi xuống, hắc bào nhân cũng đã biến mất. Bên ngoài mấy vạn dặm, Dương Diệp ôm nữ tử một đường chạy như điên. Có nguy hiểm sao? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hiện tại hắn xem như đã minh bạch. Sự tình hoặc người có thể làm cho nữ nhân này ngưng trọng, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, ít nhất khẳng định không phải hắn bây giờ có thể chống cự. Dương Diệp đột nhiên phát hiện, ở địa phương quỷ dị này, hắn giống như có chút yếu. Đối với ngươi mà nói, ngươi đi vào thế giới này, không giây phút nào mà không phải nguy hiểm. Nữ tử lạnh nhạt nói. Khóe miệng Dương Diệp co lại, hắn cười khổ nói. Này, không cần phải tổn hại người như vậy. Tuy thực lực của ta bây giờ, đối với các ngươi mà nói, xác thực có chút yếu, nhưng không có nghĩa là về sau ta cũng yếu. Nữ tử không có trả lời. Dương Diệp cúi đầu xem xét, hắn kinh ngạc phát hiện, nữ tử lại ngủ thiếp đi. Ngủ, rất nhanh, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện có chút không đúng, sau khi nữ tử cùng hắn đi vào thế giới này, giống như không có ngủ qua, mà bây giờ rõ ràng ngủ rồi. Cái này có chút không bình thường. Đột nhiên. Dương Diệp cảm giác phần bụng có chút ướt át, hắn vội vàng ngừng lại xem xét, lúc này phần bụng của hắn vậy mà tràn đầy máu tươi. Máu này tự nhiên không phải của hắn, bởi vì bụng hắn không bị thương. Là của nữ nhân này. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, đặt nữ nhân lên mặt đất, hắn vạch trường bào nữ tử, trên bụng có một vết máu chừng 30 cm, vết máu rất sâu, chỉ ít tầm 10 cm. Lúc này máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Cái này là trước kia nàng bị ảnh nhân công kích tạo thành. Nữ nhân này một mực không nói gì. Khi thấy vị trí vết thương, hắn liền là có chút minh bạch nữ tử vì sao một mực chưa nói rồi. Bởi vì vết thương ở phần bụng của nữ tử, dưới miệng vết thương một chút, là cấm khu thần bí. Dương Diệp không có dậu đổ bìm leo, ánh mắt của hắn một mực rơi vào miệng vết thương, lúc này ở biên giới miệng vết thương đã trở nên trắng,
máu tươi không ngừng từ trong đó tuôn ra, nhuộm đỏ bụng nàng. Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, muốn động thủ, lúc này, nữ tử đột nhiên mở to mắt nhìn Dương Diệp nói. Mặc lại y phục cho ta. Ngươi có thể sẽ chết. Dương Diệp trầm giọng nói. Đó là chuyện của ta. Nữ tử nói. Dương Diệp không có để ý nữ tử, hắn duỗi ra tay trái vẽ một cái, máu tươi tuôn ra, tay phải đặt trên bụng nàng, máu tươi lập tức chui vào trong cơ thể. Sau khi máu của hắn rơi vào miệng vết thương lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử nói. Ta không có ý khinh nhờn người, chỉ muốn đơn thuần trị liệu cho ngươi. Ở địa phương này, ta cảm thấy chúng ta xác thực nên đồng lòng hợp tác. Tuy bây giờ ngươi không có thực lực gì, nhưng ngươi lại có thể giúp ta ở rất nhiều địa phương. Mà ta, tuy ở phương diện kiến thức kém ngươi quá nhiều, nhưng ít ra có thể tạm thời bảo hộ ngươi. Cho nên chúng ta hợp tác, là cả hai cùng có lợi, ngươi nói phải không? Nữ tử không nói gì. Dương Diệp lại nói. Nếu như ngươi cảm kích, ngươi có thể dạy ta một ít pháp tắc gì cũng được. Nếu như không có pháp tắc, huyền kỹ thần cấp đế cấp gì ta cũng sẽ không cự tuyệt. Người suy nghĩ nhiều quá. Nữ tử đột nhiên nói một câu. Dương Diệp cười cười, hắn thu tay về, giờ phút này miệng vết thương đã khép lại. Hắn khẽ gật đầu, chỉnh lại trường bào cho nàng, sau đó nhìn về phía hai chân, do dự một chút, hắn đưa tay tới. Bất kể chỗ đó. Nữ tử bỗng nhiên nói. Tay Dương Diệp có chút dừng lại. Nhìn về phía nữ tử nói. Như thế nào, ngươi không muốn tự mình đứng lên sao? Ta nói bất kể. Thanh âm của nữ tử có chút lạnh. Dương Diệp nhìn nữ tử nửa ngày, sau đó thu tay về nói. Vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Diệp ôm lấy nữ tử, tiến về phía thạch đầu thành. Qua hồi lâu, nữ tử bỗng nhiên nói. Đó là trấn ma kiếm tạo thành, năng lượng trong máu ngươi quá thưa thớt. Căn bản không đủ để chữa trị vết thương, không chỉ không thể chữa trị, còn có thể sẽ để cho hai loại năng lượng phát sinh xung đột, khi đó ngươi sẽ chết. Nữ tử khó được giải thích một hồi. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía nữ tử lại hơi cúi đầu, hai mắt khép hờ, không nói chuyện. Nữ nhân này thật bướng bỉnh. Dương Diệp nhún vai, tốc độ nhanh hơn, chỉ chốc lát, một thành trì do đá xây dựng xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Khó trách gọi là thạch đầu thành. Thân hình Dương Diệp khẽ động, đi vào dưới thành, ở chỗ cửa thành, hắn thấy Suất Văn Dương. Đợi ngươi thật lâu. Suất Văn Dương nghênh tiếp Dương Diệp, ánh mắt của hắn đánh giá nữ tử trong ngực Dương Diệp, sau đó cười hắc hắc nói. Huynh đệ ngươi ngược lại có phúc khí, đi tới địa phương quỷ quái này, còn mang theo một muội tử, không nhiều lời, đi, chủ nhân thạch đầu thành muốn gặp ngươi. Chủ nhân của thạch đầu thành. Dương Diệp khó hiểu nói. Hắn gặp ta làm gì? Có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ vì chuyện khác, ai biết được. Suất Văn Dương nhún vai nói. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, tới địa bàn của người ta, cũng nên đi gặp thoáng một phát, dù sao không phải chuyện xấu gì. Tiến vào thạch đầu thành, Dương Diệp gặp được một ít cư dân, phải nói là dã nhân, bất quá cũng may, những dã nhân này không phải đều là thánh giả cảnh. Cái này để cho Dương Diệp thở dài một hơi, nếu như nơi này ai cũng là thánh giả, cái kia không khỏi quá kinh khủng đi. Bất quá trên đường đi, ánh mắt những dã nhân kia đều rơi vào nữ tử trong ngực hắn, ánh mắt dâm loạn, nếu như không phải kiêng kỵ Suất Văn Dương, đoán chừng tất cả dã nhân đều muốn xông lên rồi. Rất nhanh, ba người tới một đại điện do tảng đá xây thành, thời điểm muốn đi vào đại điện, Suất Văn Dương đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua nữ tử trong ngực Dương Diệp, do dự nói. Huynh đệ, ngươi phải hiểu được, dã nhân ở đây đều chưa thấy qua các mặt của xã hội, ngươi cũng thấy đấy, nữ nhân ở đây, thực con mẹ nó quá xấu, cho nên. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử trong ngực, lập tức minh bạch Suất Văn Dương nói, từ khi vào thành đến bây giờ, hắn cũng đã cảm thấy, dã nhân ở đây, nữ tính rất ít, hơn nữa cả đám đều khó coi đến cực điểm, mà nữ tử trong lòng ngực của hắn lại quá đẹp, nếu như không có Suất Văn Dương, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Dương Diệp nói, ta có thể làm sao, cũng không thể làm cho nàng biến dạng a. Suất Văn Dương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đi thôi, mặt mũi của ta còn có thể, tạp chủng bên trong sẽ không dám sằng bậy. Nói xong, ba người đi vào đại điện. Trong đại điện,
hai bên tất cả đứng hơn 100 dã nhân, toàn bộ là thánh giả. Ở vị trí đầu não đại điện ngồi một dã nhân dáng người khôi ngô, đầu đội khô lâu. Khi ba người tiến vào đại điện, ánh mắt của dã nhân này cùng những dã nhân chung quanh lập tức rơi vào nữ tử trên người Dương Diệp. Ánh mắt xâm loạn, mang theo tính xâm lược mãnh liệt. Dương Diệp phát hiện, nữ tử trong lòng ngực của hắn nhíu mày. Đúng lúc này, dã nhân mang đầu lâu đột nhiên đứng lên, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp cùng Suất Văn Dương trực tiếp cởi quần của mình, lộ ra nhị đệ của hắn. Sau đó không ngừng chu lên, mà ánh mắt của hắn thì rơi vào trên người nữ tử, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Dương Diệp. Sắc mặt Suất Văn Dương khó coi nói. Hắn nói hắn muốn động phòng. Giết hắn đi, không, phế đi hắn. Đúng lúc này, nữ tử trong ngực bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp, bình tĩnh nói. Dương Diệp. Ngươi không động thủ, ta tự mình tới. Nữ tử nói. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nhìn về phía Suất Văn Dương nói. Nói cho hắn biết, ngoan ngoãn để cho ta phế hắn, việc này coi như xong. Suất Văn Dương. Đúng rồi, nói cho hắn biết, cái này là vì tốt cho hắn. Dương Diệp chân thành nói. Suất Văn Dương. U Minh Điện cường giả. Một. Huynh đệ, ta cảm thấy người nên yên tĩnh một chút. Tuy ta cũng muốn lộng chết tạp chủng này, nhưng người nên thấy rõ tình thế trong sân A Hát. Suất Văn Dương trầm giọng nói. Ta cũng muốn tỉnh táo A Hát. Dương Diệp cười khổ, nữ nhân này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, nhưng một khi làm cho nàng bão nổi, không chừng sẽ xảy ra đại sự, trước kia ở trong vực sâu, hắn còn nhớ rõ ràng. Cái đồ chơi kia, coi như là ba thánh giả liên thủ chỉ sợ cũng không làm được. Những dã nhân này chết cũng không có gì, nhưng hắn không muốn bị những dã nhân này liên lụy a. Ngao ngao. Lúc này, dã nhân khôi ngô kia dùng tay phải nắm tiểu đệ của mình, sau đó điên cuồng đung đưa, giống như thúc giục cái gì. Mà những dã nhân ở chung quanh mặc dù không có như dã nhân mang đầu lâu, nhưng cũng bắt đầu dùng tay không ngừng ma sát hạ thân. Lão tử nhìn không được rồi. Khuôn mặt Dương Diệp co lại, hắn vác nữ tử đến trên lưng, lần này nữ tử cực kỳ phối hợp, hai tay ôm cổ của hắn, để cho mình vững vàng ở trên lưng hắn. Suất Văn Dương còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp đã biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt dã nhân đầu đội khô lâu, sau đó một cước đạp về phía hạ thân của hắn. Dương Diệp đột nhiên ra tay, tất cả dã nhân đều sửng sốt. Dã nhân đầu đội khô lâu cũng khẽ giật mình. Hiển nhiên hắn không ngờ Dương Diệp sẽ động thủ, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, một chưởng đập qua, chặn một cước chí mạng kia của Dương Diệp. Tay chân chạm vào nhau, một cổ năng lượng vô hình bộc phát ra, trực tiếp chấn vô số cái bàn trong đại điện thành bột mịn. Ngao! Lúc này, toàn bộ dã nhân trong đại điện vọt về phía Dương Diệp. Mà dã nhân đầu đội khô lâu cũng gầm lên giận dữ, một quyền trực tiếp oanh về phía mặt Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên hàn mang. Tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đối oanh tới. Hai quyền chạm nhau, một tiếng nổ vang, yên lặng một cái chớp mắt, sau đó két sát. Âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Suất Văn Dương, cánh tay phải của dã nhân đầu đội khô lâu mang theo máu tươi bay ra ngoài. A hát! Dã nhân đầu đội khô lâu hét thảm một tiếng, liên tục lùi lại, mà lúc này, Dương Diệp lấn thân lên, một cước đá vào hông dã nhân. Ngao! Âu âu âu, hai mắt dã nhân đầu đội khô lâu trợn lên, con mắt sắp lòi ra hốc mắt, bộ mặt của hắn cực kỳ đặc sắc. Nhưng Dương Diệp lại không có buông tha hắn, tay phải mạnh mẽ bắt lấy tóc dã nhân, sau đó đập xuống mặt đất. Toàn bộ mặt đất lập tức sụp xuống. Mà lúc này, đám dã nhân đã đi tới sau lưng Dương Diệp, cùng lúc đó, mười mấy nắm đấm oanh tới, mười mấy quyền kia còn chưa tới trên người Dương Diệp, khí thế cường đại làm Dương Diệp lảo đảo. Nhưng lúc này, 15 ảnh nhân quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Ông! 15 gợn sóng lóe lên. A hát! Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó hơn 10 dã nhân thân thể bị chia làm hai nửa, máu tươi nương theo nội tạng vãi đầy mặt đất. Tất cả dã nhân hoảng hốt. Suất Văn Dương ở một bên đồng tử cũng co rụt lại, nhìn về phía hơn 10 ảnh nhân, trong mắt hắn có một tia khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Ai dám đi lên, ta giết kẻ đó. Dương Diệp dữ tợn nhìn lướt qua những dã nhân kia, sau đó xoay người đi tới trước mặt dã nhân đầu đội khô lâu, một cước giẫm nát ngực đối phương, làm nó phun ra mấy ngụm máu.
Ngao! Nhìn thấy một màn này, chúng dã nhân lập tức giận dữ, trong đó hơn 10 dã nhân mạnh mẽ vọt về phía Dương Diệp, bất quá sau một khắc, thân thể hơn 10 dã nhân này bị gợn sóng chém thành hai đoạn, máu tươi rơi vãi trên đất, huyết tinh đến cực điểm. Thấy thế, chúng dã nhân còn lại nhao nhao lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn về phía hơn 10 ảnh nhân kia tràn đầy kiêng kỵ. Người muốn hắn chết như thế nào? Dương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử, nhưng vừa mới quay đầu, hắn liền ngây dại, bởi vì lúc này bờ môi của hắn vừa vặn khắc lên đôi môi mềm mại của nữ tử, sau đó hai người bốn mắt tương đối, thời gian phảng phất như định dạng. Đột nhiên, Dương Diệp cảm giác bờ môi truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, đầu hắn vội vàng co rụt lại, lúc này ở trên môi nữ tử, có một vòng đỏ thẫm. Đó là máu của hắn. Dương Diệp ngượng ngập cười nói. Vô tình, là vô tình. Đúng rồi, người muốn thằng này chết như thế nào? Hai mắt nữ tử chậm rãi nhắm lại, sau nửa ngày mới nói. Tùy ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nâng lên chân phải hung hăng dẫm tới. Đợi một chút. Đúng lúc này, Xuất Văn Dương bỗng nhiên kêu to. Chân Dương Diệp dừng lại, nhìn về phía Xuất Văn Dương nói. Ngươi không phải là muốn cầu tình cho thằng này chứ? Đương nhiên không phải. Xuất Văn Dương nói. Ta xem thằng này khó chịu rất lâu rồi, nếu như không phải ta không cách nào điều động huyền khí, ta sớm giết chết hắn rồi. Vậy ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Ngươi biết vì cái gì bọn hắn có thể thân thể thành thánh không? Xuất Văn Dương đột nhiên hỏi. Dương Diệp liếc dã nhân kia, sau đó nhìn về phía Xuất Văn Dương nói. Ngươi biết. Xuất Văn Dương nhẹ gật đầu nói. Theo ta được biết, sở dĩ bọn hắn có thể thân thể thành thánh, là vì dùng một loại trái cây tên là kim cương quả. Loại trái cây này, có thể ở trên phạm vi lớn kích thích thân thể, để cho thân thể trở nên mạnh mẽ, ở linh giới chúng ta theo như phẩm giai tính toán, ít nhất là thần cấp thượng phẩm. Biết quả này ở nơi nào, chỉ có thủ lĩnh của bộ lạc dã nhân, cũng chính là gia hỏa dưới chân ngươi. Kim cương quả. Lúc này, nữ tử trên lưng Dương Diệp bỗng nhiên cau mày nói. Nơi đây thậm chí có kim cương quả. Người nhận thức, Dương Diệp hỏi, nữ tử trầm ngâm một cái chớp mắt nói. Quả này thật có thể trên phạm vi lớn kích thích thân thể, bất kể là đối với người hay yêu thú. Nhưng nó lại có tác dụng phụ, cái kia chính là người dùng, tuổi thọ sẽ giảm lớn. Đơn giản mà nói, là tương đương với dùng tiềm năng đến tăng cường thân thể. Nếu như là nhân loại, dùng quả này không coi là chính đạo. Nhưng nếu là yêu thú dùng, vậy hoàn toàn không có tác dụng phụ. Bởi vì yêu thú không chỉ tuổi thọ dài, hơn nữa thân thể cũng mạnh hơn nhân loại các ngươi quá nhiều. Vị cô nương này nói rất đúng. Xuất Văn Dương nói. Quả này ở linh giới chúng ta, mặc dù có, nhưng lại thưa thớt đến cực điểm. Nếu như chúng ta có thể đạt được quả này, ngày sau nếu có cơ hội ra ngoài, chỉ cần có quả này, vô số yêu thú nhất định sẽ hao phí giá lớn mua sắm, cho dù là thần thú tộc cũng sẽ động tâm. Đương nhiên. Tiền đề là chúng ta có thể đi ra ngoài. Là đồ tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Nói cho hắn biết, để cho hắn mang chúng ta đi tìm kim cương quả. Hắn có thể sẽ không hợp tác. Xuất Văn Dương nói. Không có việc gì, ta chuyên trị các loại không phục. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Xuất Văn Dương nheo mắt, sau đó bắt đầu cùng dã nhân tên dã man kia trao đổi. Ngao. Dã man nhìn Xuất Văn Dương gầm thét, sau đó điên cuồng giống giận, giống như gọi chút ít dã nhân ở xung quanh tiến lên giúp. Xuất Văn Dương nhìn về phía Dương Diệp, nhún vai nói. Hắn không phục. Dương Diệp nhẹ gật đầu, một cước mạnh mẽ giẫm nát sau lưng dã man, két sát, một tiếng, xương sống lập tức đứt gãy. Dã man hét thảm một tiếng, không ngừng gầm thét. Nhìn thấy một màn này, chúng dã nhân biến sắc, mọi người nhìn Dương Diệp, mắt lộ ra hung quang. Có chút sục dịch. Dương Diệp quét nhìn đám dã nhân kia, trên mặt nổi lên nụ cười nói. Nói cho những người này, không sợ chết thì cứ đi lên. Xuất Văn Dương nhìn về phía đám dã nhân kia, huyên thuyên nói một trận, đám dã nhân kia giận dữ, nhưng lại không có người nào dám lên. Dương Diệp không quản những dã nhân kia, hắn nắm tóc dã man, sau đó mạnh mẽ nện xuống mặt đất, chỉ chốc lát, trong tràng một đống bừa bộn, nhưng dã man thủ khẩu như bình. Dương Diệp ném dã man xuống đất, cười hắc hắc nói. Có cốt khí, ta rất thích loại nhân vật hung ác này. Nói xong,
Dương Diệp điều khiển ảnh nhân đi tới trước mặt dã man, sau đó ở trong ánh mắt mọi người, thịt trên người dã man từng khối biến mất. Lăng trì. Dã man không ngừng kêu thảm, thanh âm kia, thật sự là quá thảm. Sau một hồi, Xuất Văn Dương nói. Dừng lại đi, hắn đồng ý. Đồng ý. Dương Diệp lắc đầu nói. Nói cho hắn biết, đợi nửa canh giờ nữa lại đồng ý, ta còn không có chơi chán. Xuất Văn Dương. Dương Diệp nói được thì làm được, quả nhiên qua nửa canh giờ hắn mới khống chế ảnh nhân dừng lại, mà lúc này, dã man đã từ khôi ngô biến thành thon thả. Để cho hắn dẫn đường. Dương Diệp khống chế hai ảnh nhân khiêng dã man, sau đó nhìn Xuất Văn Dương nói. Xuất Văn Dương nhẹ gật đầu, cứ như vậy, mấy người đi vào trong đại điện. Sau lưng chút ít dã nhân kia muốn theo, bất quá sau khi ảnh nhân giết hơn 10 người, cả đám không dám tiến lên nữa rồi. Sở dĩ bọn hắn mạnh, là bởi vì phòng ngự, nhưng ở trước mặt những ảnh nhân kia, phòng ngự của bọn hắn giống như giấy, cho nên cho dù nhiều người, nhưng bọn hắn cũng không dám lên. Đều sợ chết a hát. Ngay sau khi đám người Dương Diệp ly khai không lâu, một hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy hắc bào nhân này, những dã nhân kia khẽ giật mình, lập tức giận dữ, trong đó một gã dã nhân thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía hắc bào nhân. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, tên dã nhân kia vừa vọt tới trước mặt hắc bào nhân, đầu của hắn đã bay ra ngoài. Máu tươi như rót. Tất cả mọi người hoảng hốt. Ám pháp tắc, không phải người U Minh Điện ta, tại sao lại biết ám pháp tắc? Thanh âm hắc bào nhân rơi xuống, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm hắc bào nhân biến mất, mười mấy tên dã nhân trước kia ngăn cản hắn đầu bay ra ngoài. Dã nhân còn lại ngây ra như phỗng. U Minh Điện, Quang Nữ, một. Ở dưới sự dẫn dắt của dã man, ba người Dương Diệp tới một vực sâu. Bên cạnh vực sâu, Dương Diệp cúi người nhìn xuống, trong vực sâu, sương mù bốc lên, liếc không thấy được đáy. Dương Diệp nhìn về phía dã man, thân thể dã man lập tức lạnh run, sau đó vội vàng huyên thuyên với Xuất Văn Dương. Sau nửa ngày, Xuất Văn Dương trầm giọng nói. Hắn nói ở phía dưới. Phía dưới. Dương Diệp nhíu mày. Chỗ này có chút quỷ dị. Lúc này, nữ tử trên lưng Dương Diệp bỗng nhiên nói. Dương Diệp đồng ý gật đầu, hắn nói không ra vực sâu này quỷ dị ở nơi nào, chỉ là trực giác nói cho hắn biết ở đây quỷ dị. Chuẩn xác mà nói, trực giác nói cho hắn biết phía dưới này cực kỳ nguy hiểm. Ngươi không phải muốn biết phương pháp ly khai thế giới này sao? Đúng lúc này, Xuất Văn Dương đột nhiên nói. Như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Xuất Văn Dương nói. Ý của ngươi là nói, cũng ở phía dưới. Xuất Văn Dương trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói. Ta không có nắm chắc. Có ý gì? Dương Diệp nói. Xuất Văn Dương trầm giọng nói. Ta rất mẫn cảm đối với năng lượng, ở địa phương quỷ quái này, ta chỉ ở đây cảm nhận được năng lượng chấn động, nếu như ta không đoán sai, phía dưới có một truyền tống trận. Nhưng ta không dám 100% xác định chấn động kia là truyền tống trận. Nhiều lần ta muốn đi xuống xem, nhưng không dám, bởi vì trực giác nói cho ta biết, xuống dưới chẳng khác nào chết. Dã man này nói kim cương quả ở dưới, nói cách khác, bọn hắn từng xuống dưới qua. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Hỏi hắn, phía dưới có cái gì? Xuất Văn Dương cùng dã man nói thầm cả buổi, Xuất Văn Dương trầm giọng nói. Bọn hắn bình thường cũng không dám xuống dưới, chỉ có ở thời gian đặc biệt mới dám xuống dưới hái kim cương quả. Thời gian đặc biệt. Dương Diệp nhíu mày. Xuất Văn Dương nhìn về phía Dương Diệp nói. Còn nhớ trước kia nghe được tiếng thú giống giận dữ không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thanh âm kia hắn tự nhiên sẽ không quên, cũng không cách nào quên, bởi vì chỉ là âm thanh không biết cách bao xa, liền làm cho hắn thất khiếu chảy máu. Xuất Văn Dương trầm giọng nói. Hung thú kia, mỗi cách 10 năm sẽ gọi một lần, nó gọi một lần, ý nghĩa nó đã tỉnh. Mà đám người dã man, mỗi lần xuống dưới, đều phải là thời điểm nó ngủ say. Mà bây giờ, nó đang tỉnh dậy. Xuống dưới hay không xuống? Giờ phút này, Dương Diệp khó khăn rồi. Hung thú kia hắn chưa thấy qua, nhưng đã cảm thụ qua đối phương cường đại. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như chống lại hung thú kia. Hắn một chút nắm chắc cũng không có. Thế nhưng nếu như không xuống, chẳng lẽ phải chờ 10 năm? 10 năm. Dương Diệp lắc đầu, đừng nói 10 năm,
một năm hắn cũng không chờ. Bất kể là Ngọc Vô Song, Vân Hải Thư Viện, hay An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San, lúc này đều cần hắn. Nếu như ở đây đợi 10 năm, hắn thật sự không dám nghĩ đám người Ngọc Vô Song cùng An Nam Tĩnh kết cục sẽ như thế nào. Đương nhiên, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện xuống dưới, cho dù xuống dưới, cũng phải trước hết nghĩ sách lược vẹn toàn. Dù sao phía dưới có thể có một khủng bố hung thú. Người có biện pháp nào không? Dương Diệp hỏi nữ tử, đúng lúc này, hắn hy vọng nữ tử có phương pháp xử lý. Đáng tiếc nữ tử lại để cho hắn thất vọng rồi. Không có cách nào. Nữ tử lạnh nhạt nói. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, ngay cả nữ nhân này cũng không có cách nào, hắn càng không có cách nào. Chẳng lẽ thực phải mạnh mẽ xuống dưới, cùng hung thú liều mạng một phen. Người này làm sao bây giờ? Lúc này, Xuất Văn Dương đột nhiên chỉ Dã Man. Giết! Nữ tử nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dã Man, lắc đầu, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội nữ nhân này, đây không phải muốn chết sao? Hắn đi đến trước mặt Dã Man, đối phương giống như biết ý đồ của Dương Diệp, gầm lên giận dữ, sau đó dùng một chút khí lực cuối cùng đụng về phía Dương Diệp. Bất quá hắn vừa đứng dậy, đã bị Dương Diệp một cước đạp hắn rơi vào vực sâu. Ánh mắt ba người đều rơi vào trong vực sâu, hồi lâu. A hát! Trong vực sâu truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Dã Man, trong thanh âm xen lẫn sợ hãi vô tận. Sắc mặt của Dương Diệp cùng Xuất Văn Dương lập tức ngưng trọng lên. Giống! Lúc này, một tiếng hô đột nhiên từ trong lòng đất phóng lên trời, thanh âm kia đâm thẳng trời xanh. Dương Diệp như muốn bất tỉnh, thất khiếu chảy máu. Trừ cái này ra, hắn còn cảm thấy một cảm giác sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Két! Mặt đất chung quanh trong chốc lát vỡ ra, cùng lúc đó, một ngọn núi cao vút trong mây ở xa xa nổ ra, vô số đá vụn trút xuống, bụi mù đầy trời. Hồi lâu sau, cảm giác hôn mê trong đầu Dương Diệp mới dần dần rút đi. Hắn cùng với Xuất Văn Dương liếc nhau, nhưng phát hiện sắc mặt đối phương tuy cũng có chút tái nhợt, nhưng không có đổ máu. Giống như biết Dương Diệp hiếu kỳ, Xuất Văn Dương nói. Tuy thực lực của ta bị phong ấn, nhưng linh hồn lại rất mạnh, thanh âm kia kỳ thật là nhằm vào linh hồn. Lại nói, tuy thực lực ngươi rất mạnh, nhưng phương diện linh hồn lại quá yếu. Ở Trung Thổ Thần Châu, phàm là yêu nghiệt, cơ hồ không có không chú trọng tu luyện linh hồn, bởi vì một khi gặp được cường giả công kích linh hồn, mà linh hồn người lại yếu, rất có thể sẽ bị đối phương một kích miểu sát. Hắn nói không sai. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Linh hồn của người rất yếu, gặp được công kích linh hồn, người rất dễ dàng thiệt thòi. Thụ giáo. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cảm tạ nói. Phương diện linh hồn, kỳ thật sau khi kiến thức đến kiếm hồn công kích của Lục Uyển Nhi, hắn đã biết, ở phương diện này hắn rất yếu. Nếu như bình thường, có kiếm ý hư vô cảnh hộ thân, hắn tự nhiên không sợ linh hồn công kích, nhưng không có kiếm ý hư vô cảnh, như lúc này, đối mặt loại linh hồn công kích này, hắn cơ hồ không có lực chống đỡ. Tên kia không phải chúng ta bây giờ có thể chống cự được. Lúc này, Xuất Văn Dương trầm giọng nói. Ta không biết vì cái gì nó không thể ra, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, nếu chúng ta xuống dưới, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Coi chừng. Lúc này, nữ tử trên lưng Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, mấy ảnh nhân hiện ra, bảo hộ ở chung quanh hắn. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một hắc bào nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện. Quả nhiên là ám pháp tắc. Hắc bào nhân nói. Thanh âm thanh thúy lại mang theo một tia trầm thấp, là nữ. Dương Diệp nhìn về phía Xuất Văn Dương, đối phương lắc đầu nói. Ta cũng không nghĩ tới ở địa phương quỷ quái này còn có nhân loại. Vì sao ngươi biết ám pháp tắc? Hắc bào nhân đột nhiên hỏi. Ta lĩnh ngộ. Dương Diệp nói. Những ảnh nhân này là ngươi làm ra. Lĩnh ngộ. Hắc bào nhân nghe câu này, nàng trầm mặc. Có vấn đề sao? Dương Diệp nói. Ngươi có nhận thức ảnh nữ không? Hắc bào nhân đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, ảnh nữ hắn tự nhiên nhận thức, bởi vì đối phương là bị hắn giết chết. Hắc bào nhân trước mắt là ai? Trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn trầm giọng nói. U Minh Điện ảnh nữ, tự nhiên là nghe qua, chỉ là không nhận ra. Ta cảm thấy, ngoại trừ ảnh nữ, bất luận kẻ nào cũng không nên có được ám pháp tắc, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc bào nhân nói. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống nói.
Ta cảm thấy ngươi là đang đánh rắm, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, mấy ảnh nhân trước mặt hắn thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía hắc bào nhân. Két sát, đột nhiên, mấy thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp cùng Xuất Văn Dương, ảnh nhân của Dương Diệp trở thành mấy đoạn. Quá quỷ dị, quá kinh khủng. Dương Diệp cùng Xuất Văn Dương hoảng hốt. Quang nhận. Lúc này, nữ tử trên lưng Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ngươi là quang nữ của U Minh Điện. Quang nữ. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, nữ nhân trước mắt này dĩ nhiên là người U Minh Điện, còn là một vị điện hạ yêu nghiệt. Hắc bào nhân vốn chuẩn bị tiếp tục ra tay đột nhiên ngừng lại, tuy thấy không rõ diện mục của hắc bào nhân, nhưng Dương Diệp cảm giác được, ánh mắt đối phương rơi vào trên người nữ tử. Ngươi là ai? Quang nữ trầm giọng nói. Nữ tử không có trả lời hắc bào nhân, nàng cúi đầu tới gần bên tai Dương Diệp nói. Nhảy xuống đi. Dương Diệp sững sờ, nhảy xuống, nhảy vào trong vực sâu. Cái này không phải là chơi thật sao? Không muốn hiện tại chết. Liền lập tức nhảy xuống. Thanh âm nữ tử tăng thêm vài phần. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp dùng mình, hắn biết rõ nữ nhân này không phải nói đùa. Do dự một cái chớp mắt, hắn quay người, thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy vào trong vực sâu. Xuất Văn Dương ngây người, hắc bào nhân cũng hơi sững sờ. Hiển nhiên, hai người đều không nghĩ tới Dương Diệp cùng nàng kia sẽ trực tiếp nhảy xuống như vậy. Xuất Văn Dương nhìn thoáng qua hắc bào nhân. Lại nhìn thoáng qua vực sâu phía dưới, hắn cuối cùng nhất vẫn không có lựa chọn nhảy xuống. Ta đầu hàng. Xuất Văn Dương giơ hai tay lên nói. Thật sự đầu hàng. Hắc bào nhân không có để ý hắn, mà đi tới bên cạnh vực sâu. Đúng lúc này. Giống. Trong vực sâu đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ. Giờ khắc này, toàn bộ đại địa cùng thế giới đều run rẩy thoáng một phát. Cảnh cáo, một. Nghe được âm thanh gào thét kia, hắc bào nhân nguyên bản chuẩn bị nhảy xuống lập tức ngừng ngay tại chỗ. Nhìn vực sâu hồi lâu, hắc bào nhân cuối cùng quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Xuất Văn Dương thở dài một hơi. Trước kia kỳ thật hẳn đã làm tốt chuẩn bị nhảy xuống, bởi vì nữ nhân trước mắt này thật quá kinh khủng, nếu như đối phương ra tay với hắn, hắn một chút lực lượng hoàn thủ cũng không có. Tuy phía dưới cũng rất khủng bố, nhưng nhảy xuống. Ít nhất không cần hiện tại sẽ chết a hát. Bất quá cũng may, nữ nhân kia không có ra tay với hắn. Xuất Văn Dương quay đầu nhìn thoáng qua vực sâu, sau đó thấp giọng thở dài. Vốn cho là nhiều hơn một bằng hữu, không nghĩ tới trong nháy mắt lại không còn. Huynh đệ, một đường bình an. Trong khi hạ xuống, Dương Diệp ôm chặt nữ tử. Ngươi nghe được thanh âm kia không? Dương Diệp hỏi. Nữ tử không nói gì. Ta cảm thấy được phía dưới có thể sẽ có một cái miệng lớn mở to, nó đang chờ chúng ta rơi xuống, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói. Nữ tử còn không có nói chuyện. Ta cảm thấy, lần này chúng ta thật sự xong đời. Dương Diệp nói. Cũng không phải hắn bi quan, chủ yếu là đồ chơi phía dưới thật quá mức khủng bố. Nếu như hắn ở thời kỳ đỉnh phong mà nói, có lẽ hắn còn có thể đào tẩu. Đúng, là đào tẩu, mà không phải chiến thắng. Trực giác nói cho hắn biết, đồ chơi phía dưới kia căn bản không phải hắn bây giờ có thể đào tẩu. Bất luận thời điểm gì, cũng không thể buông tha cho ý niệm cầu sinh. Nữ tử bỗng nhiên nói. Nói ngược lại rất có lý, nhưng có chút vô nghĩa. Dương Diệp cười khổ nói. Ta không rõ, vì cái gì trước kia ngươi bảo ta nhảy xuống. Ta cảm thấy tuy nữ nhân kia thực lực cường đại, nhưng nếu ta dốc sức liều mạng đánh cược một lần, có thể cũng có cơ hội. 10 cái ngươi thêm cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của nàng. Nữ nhân nói. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Vì cái gì? Hắn không thấy nàng là cố ý đả kích hắn, nữ nhân này không có ác thú như vậy. Thứ nhất, nàng là thánh giả cảnh, thiên tài của U Minh Điện, người muốn vượt cấp khiêu chiến. Ta cảm thấy ngươi là suy nghĩ nhiều. Toàn bộ linh giới, có lẽ có người có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài của U Minh Điện. Nhưng ở trong đó, tuyệt đối không có ngươi bây giờ. Thứ hai, ở phía trên có ánh sáng. Ở địa phương có ánh sáng, 10 thánh giả cũng không phải đối thủ của nàng. Nữ nhân nói. Lợi hại như vậy. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tuy hắn biết quang nữ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương khủng bố như thế. U Minh Điện, không có dòng nhân. Nữ tử nói.
cái kia đến tột cùng là thế lực như thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói. Đối với U Minh Điện, hắn xác thực rất hiếu kỳ. Ngươi đắc tội qua U Minh Điện? Nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trung thực nói. Giết qua một vài người của bọn hắn. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, hồi lâu sau nàng nói. Thực lực không cao, lá gan lại lớn không biên giới. Dương Diệp. U Minh Điện rất thần bí, tuy ở Trung Thổ Thần Châu không thể tính toán thế lực mạnh nhất, nhưng có thể tính là thế lực thần bí nhất. Tóm lại, thực lực ngươi còn rất yếu, không cách nào tiếp xúc đến cấp độ kia. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không muốn chết, thì chớ trêu chọc thế lực này. Nữ tử nói, ta giống như đã trêu chọc a. Dương Diệp nói, vậy chúc ngươi may mắn. Nữ tử nói, Dương Diệp. Đột nhiên, hai người rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Hô! Dương Diệp hít một hơi khí lạnh, tuy nhục thể của hắn rất mạnh, nhưng từ địa phương cao như vậy rơi xuống, không bị thương đó là không có khả năng. Bất quá cũng may, chỉ là chút thương nhỏ. Về phần nữ nhân, nàng hoàn toàn bò trên người hắn, hắn đã nhận lấy đại bộ phận lực lượng, tuy nàng cũng nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn có thể không tính. Dương Diệp cũng không dám nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, hắn vội vàng ôm nữ tử đứng lên, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ánh mắt của hắn không ngừng dò xét chung quanh, nghĩ đến rơi xuống không sai biệt lắm nửa canh giờ mới chạm mặt đất, Dương Diệp triệt để bỏ qua ý niệm từ vách núi chạy lên. Không thể đường cũ phản hồi, vậy cũng chỉ có thể đi lên phía trước. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp ôm nữ tử đi tới, trên đường đi, ngoại trừ thanh âm bước chân của hắn, còn lại một chút thanh âm cũng không có, cực kỳ yên tĩnh. Ta cảm thấy được có đồ vật gì đó đang ngó chừng chúng ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Cẩn thận chút. Trong thanh âm của nữ tử mang theo một tia ngưng trọng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục đi tới, bất quá tốc độ lại thả chậm một ít. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp cảm thấy một cổ uy áp vô hình, càng đi về phía trước, cổ uy áp này lại càng cường đại. Cái này để cho bước chân của hắn càng chậm. Ta cảm thấy chúng ta đang đi chịu chết, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.